Y đạo quan đồ. chương 31, Thích Thị Triều. Ngô Hoành Tiến liền đề nghị, không bằng gọi điện thoại cho quách xã trưởng và lâm chủ nhiệm đi. Trương Dương cau mày, quách đạt lượng giao chuyện này cho hắn, lúc này mới có vài ngày đã có cảm bẫy lớn như vậy, nếu như mình quay đầu lại tìm hắn và lâm thành bân, nhất định sẽ làm họ cảm thấy mình bị lâm thành vũ lăn qua lăn lại mà không có biện pháp, đây là một loại biểu hiện tỏ ra yếu kém, Trương Dương sẽ không làm như vậy hắn suy nghĩ một chút nói xã hắc sơn tử còn có đội công trình nào khác hay không có thì có nhưng hợp đồng lâm thành vũ đã ký ai dám nhận chứ trương dương cười lạnh nói được không ai dám làm cũng chẳng sao dù sao đi nữa lâm thành vũ ở đó cũng chẳng làm được cái cục sao 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 gì không bằng chúng ta mời hắn ra ngoài ngô hoành tiến đi thuê mấy người nông dân công đem tất cả các thiết bị nguyên liệu của Lâm thành vũ ném ra bên ngoài cái gì Ngô Hoành Tiến nhất thời thấy được tiểu trương chủ nhiệm đã động nộ, lần này minh đao minh thương đấu với Lâm Thành Vũ một hồi. Ngoài ra đi kiểm tra trong đội xây dựng của hắn, xem trong đám bọn họ ai là người đẻ vượt mức kế hoạch, đưa cho mỗi người bọn họ một cái đơn phạt, sao sao sao, tôi không tin không làm gì được bọn họ. Audio điện tử võ tấn bền Ngô Hoành Tiến giờ khóc giờ cười, thực sự là vô đối người ta đình công tiểu trương chủ nhiệm liền dùng luật sinh để có kế hoạch để trả đũa người ta nhưng nghĩ lại cũng phải trương dương là chủ nhiệm kế hoạch hóa gia đình ngoài trừ có quyền trong việc kế hoạch hóa gia đình ra cũng không còn biện pháp nào khác khi đang nói chuyện đỗ vũ phong đã đi tới từ thật xa đã ồn ào tiểu trương chủ nhiệm ngài mượn xe đã hai ngày rồi cũng nên trả lại đi thôi chứ đi tới ban chỉ huy nhìn thấy sắc mặt trương dương bất thiện không khỏi ngẩn người vừa hỏi rõ đầu đuôi sự việc đỗ vũ phong nói Lâm Thành Vũ là người có chút bản lĩnh, bằng quan hệ của anh trai mà hai năm nay hầu hết các công trình xây dựng của xã Hắc Sơn Tử đều vào tay hắn, tiền càng kiếm càng nhiều, tâm cũng trở nên đen tối. Trương Dương liền nói muốn tìm một đội công trình thay thế. Đỗ Vũ Phong suy nghĩ một chút nói, thật ra tôi biết một nhóm người, người này gọi là Kiều Tứ, trước đây vì đánh nhau mà bị tóm vào cục cảnh sát, mới được thả ra vào năm trước, bởi vì không có việc gì làm, liền tụ tập một đám anh em nhận công trình xây dựng chủ yếu là nhà dân. Chất lượng của công trình cũng thuộc dáng nhất lưu, người này tuy rằng đã từng đi tù nhưng làm người rất có lương tâm. Cũng không vì tiền mà làm chuyện trái lương tâm, ở xã có danh tiếng rất tốt nhưng bởi vì lai lịch trước kia của hắn cho nên chính quyền xã mới không dùng đến hắn. Trương Dương nghe vậy liền động tâm, bảo Đỗ Vũ Phong lập tức đi gọi Kiều Tứ, cũng may là Kiều Tứ đang mua đồ trong xã, vừa nhận được điện thoại liền cưỡi xe máy chạy đến, Kiều Tứ thân thể cao to, hơn nữa da ngăm đen, thoạt nhìn như gấu chó đứng thẳng, để đầu chọc, trên đầu còn vài vết sẹo do dao chém, vẻ mặt hung tợn như vậy không bị chính quyền xã nghi ngờ mới là lạ. Năm đó chính tay Đỗ Vũ Phong đưa hắn vào tù, nhưng Kiều Tứ cũng không hận Đỗ Vũ Phong vì đi tù hơn một năm. Còn nói nữa Đỗ Vũ Phong cũng rất chiếu cố đến người mẹ mắt ngủ của Kiều Tứ trong thời gian hắn đi tù, cho nên về sau Đỗ Vũ Phong liền trở thành ân nhân của hắn. Cuộc sống một năm rưỡi trong nhà giam đã khiến Kiều Tứ nhận ra lỗi lầm của mình. Sau khi ra tù hắn quyết định phải làm một người tốt. Kiên định làm việc, thành thành thật thật phụng dưỡng người mẹ mắt mù. Là một hiếu tử có tiếng. Trương Dương đối với những hiếu tử rất có thiện cảm. Kiều Tứ ở trước mắt là một. Lý Trường Vũ ở Xuân Dương cũng có thể tính là một. Tuy rằng Tô Lão Thái không phải là mẹ ruột của hắn. Thế chỉ cả như mẹ, Trương Quan Nhân vẫn cho rằng một người nếu như ngay cả mẹ mình cũng không hiếu kính, như vậy sẽ không thể trông cậy vào hắn nỗ lực thật tình vì người khác. Đỗ Phú Phong dẫn Kiều Tứ đến gặp Trương Dương, sau đó Trương Dương đơn giản nói ý tứ của mình. Tuy rằng Kiều Tứ có vóc người to lớn, nhưng không phải là một thằng ngốc, rất nhanh hiểu rõ, Tiểu Trương chủ nhiệm muốn mình nhận vụ này chính là để đối phó với Lâm Thành Vũ. Chính xác hơn là mang mình ra làm súng. Tuy rằng lá gan của Kiều Tứ rất lớn, nhưng gặp phải những loại chuyện dạng này thì cũng có chút lo lắng, hắn xoa sao cái đầu chọc lóc của mình, Lâm Thành Vũ và tôi từ trước đến nay không ai chọc ai, nhưng anh hắn dù sao cũng là chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, hơn nữa việc xây sửa tiểu học Hồng Kỳ đã được ký hợp đồng, nghe nói tiền tạm ứng cũng đã đưa, tôi nữa đường chen vào thực sự là không tốt. Dù sao thì Kiều Tứ cũng là lần đầu tiên giao tiếp với Trương Dương, hắn cũng không biết thực lực chân chính của Trương Quan Nhân, giới hạn hiểu biết của hắn về Trương Dương chủ dừng lại ở việc anh Dũng đánh hạ 43 thôn dân của thôn Thanh Hà. Nhưng việc này Kiều Tứ cũng không tin hoàn toàn, chỉ có tận mắt chứng kiến mới là thật. Lúc nói chuyện với Trương Dương hắn cũng đã suy nghĩ về phân lượng của Trương Dương, thầm nghĩ nếu như một đối một, mình khẳng định trong một phút sẽ tóm được Trương Dương. Trương Dương nói gọn gàng dứt khoát, nếu như anh đồng ý nhận công trình này, ngày mai tôi nhất định sẽ bảo mô kế toán đưa khoản xét duyệt đầu tiên cho các anh, nếu như anh sợ thì quên đi. Kiều Tứ gật đầu, để tôi suy nghĩ đã. Đỗ Phú Phong nhịn không được mắng, suy nghĩ cái rắm, cái đầu to của cậu có thể suy nghĩ được gì chứ? Kiều Tứ cười nói, tôi nghe thế nào cũng cảm thấy hình như mình đang bị tiểu trương chủ nhiệm lợi dụng. Trương Dương cười nói, thực ra bị lợi dụng vị tất đã là chuyện xấu, chỉ sợ anh không có giá trị để lợi dụng. Những lời này của hắn nói ra một cách rõ ràng. Kiều Tứ nghe vậy nhiệt huyết bốc lên, lời người ta nói cũng có lý, nếu nhưng không phải mình còn có một chút bản lĩnh, người ta căn bản không tìm đến mình, lợi dụng thì lợi dụng, ai sợ ai chứ. Kiều Tứ ngẩng đầu, trong mắt to xoay chuyển, được, tôi đồng ý làm vụ này. Trương Dương so với hắn còn thống khoái hơn, đáp ứng rồi thì bây giờ kéo đội đi làm việc luôn, bản thiết kế và nguyên liệu đều có sẵn rồi, trước tiên dùng những thứ đúng tiêu chuẩn, tất cả những thứ không đúng tiêu chuẩn ném sang một bên. Ngô Hoành Tiến nhịn không được nhắc nhở Trương Dương, Trương chủ nhiệm, nguyên vật liệu đều là do Lâm Thành Vũ đưa tới. Trương Dương chừng mắt nhìn hắn, ngô hành tiến này là người quá mức cẩn thận, lo trước lo sau, không giống phong cách làm việc của mình cái gì Lâm Thành Vũ. Xã đưa cho hắn 20 vạn tiền tạm ứng, cậu tính toán kỹ lại cho tôi, trừ những nguyên vật liệu này ra, hắn còn thiếu tôi bao nhiêu, ngày mai bảo hắn sao 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 đem trả. Kiều Tứ không nhịn được nhìn thoáng qua Đỗ Vũ Phong, thực ghê gớm, chửi sao 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 Lâm Thành Vũ chẳng phải là chửi luôn cả Lâm Thành Bân sao, tiểu trương chủ nhiệm này cuối cùng là có địa vị gì, ngay cả mặt mũi của chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cũng không bán. Thấy biểu tình bình tĩnh như không của Đỗ Vũ Phong, dường như Trương Dương nắm chắc 10 phần thắng, trong lòng Kiều Tứ không hiểu sao sinh ra một chút lòng tin, hắn gật đầu có những lời này của tiểu trương chủ nhiệm, tôi lập tức đi khởi công. Trương Dương không quên căn dặn, có chuyện anh cần phải nhớ kỹ cho tôi, anh muốn làm gì thì làm nhưng phải làm cho thật tốt chất lượng công trình và vật liệu xây dựng không thể qua loa chuyện xảy ra trên người hắn tốt nhất anh đừng nên mắc phải vậy phí công trình kiều tứ sáng khoái nói đến chuyện tiền nong trương dương liền nheo mặt lại dáng vẻ này của hắn làm cho kiều tứ không khỏi hối hận trương dương nói làm xong thì chuyển báo cáo nên tôi sẽ chuyển toàn bộ tiền lại cho anh đỗ phú phong mục trừng khẩu ngốc mạnh miệng như vậy cả cái xã Hắc Sơn Tử này chỉ có mỗi Trương Dương dám nói ra. Mẹ nó chứ, đối đầu với Lâm Thành Vũ thì khác nào lấy trứng trọi đá. Chỉ là đã cầm 20 vạn làm khoản dự chi rồi, trong lòng Đỗ Vũ Phòng cũng khôi khỏi thấy lo lắng, chính mình có nên hay không giúp Trương Dương hãm hại Kiều Tứ. Lâm Thành Vũ kỳ thực cũng không có quay về thị trấn, mà vẫn ở trong nhà nghe ngóng phản ứng của bên ủy ban xã. Thế nhưng tin tức truyền đến lại làm hắn giật há hốc mồm. Người đến đưa tin tức là một gã phụ trách xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ, hắn cũng chính là thủ hạ của Lâm Thành Vũ. Vẻ mặt hắn đầy đau khổ cầm trên tay tờ phiếu phạt tiền, đội trưởng Lâm, ngài cũng quá kiêu ngạo rồi, chúng ta cũng chỉ là đình công mà thôi, vậy mà hắn lại bắt bảy người chúng ta phải nộp phạt, còn có một tờ của ngài nữa đây này. Lâm Thành Vũ thấy trên tờ phiếu phạt rõ ràng ghi tên mình, hơn nữa hắn lại bị phạt tới tận hai vạn đồng. Hắn cũng không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi nói, thực không thể hiểu nổi. Sao lại có cái loại cán bộ nhà nước như thế này được nhỉ? Ngang nhiên lấy việc công trả thù riêng, lưu manh, đích thị là lưu manh. Làm sao bây giờ? Lâm Thành Vũ cũng định gọi điện cho đại ca nhờ giúp đỡ, nhưng nghĩ lại, thì mình làm vậy thực cũng không hợp tình hợp lý cho lắm. Dù sao trước đó cũng là mình ký hợp đồng với xã, Trương Dương có làm bừa thì cũng không làm gì được hắn cả. Nghĩ xong hắn cũng chậm rãi bỏ điện thoại xuống, đứng lên nói, anh em cùng ta tới công trường xem xét lại tình hình một chút. Màn đêm cũng đã phủ xuống, nhưng khu vực thi công trường tiểu học Hồng Kỳ vẫn sáng trưng. Căn bản xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ cũng không phải là khó khăn lắm, hơn nữa nguyên vật liệu cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần công nhân tới là có thể bắt tay vào xây dựng được ngay. Trương Dương là ăn tối luôn ở ban chỉ huy tạm thời, Kiều Tứ cùng Đỗ Vũ Phong cũng ở lại uống rượu cùng hắn. Ngô Hoành Tiến nghe theo lời Trương Dương làm việc, cũng đã phát xong mấy cái tờ phiếu phạt kia, hiện giờ cũng quay lại ban chỉ huy báo cho Trương Dương tình hình tiến triển công việc. Trương Dương nở nụ cười, Lâm Thành vũ cùng mấy thằng nhãi kia, chỉ một lần phạt tiền, cũng bù lại được cái khoản nợ kia. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng la hét ẩm ý, rồi có mấy người xông lại đây. Kiều Tứ giật mạnh cánh của, dẫn đầu đi ra ngoài xem đứa nào dám gây sự, liền thấy Lâm Thành Vũ đang túm cổ áo một gã công nhân, hai mắt Kiều Tứ cũng trợn ngược lên, bởi lẽ hắn đối đãi với thủ hạ của mình ngang bằng như anh em thân thiết, tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào dám khi dễ bọn họ. Hắn hét to một tiếng, Lâm Thành Vũ, có việc gì thì tìm ta nói, người ở đó làm cái trò khỉ gì thế. Lâm Thành Vũ cũng buông gã công nhân kia xuống, cười lạnh một tiếng rồi đi tới, ánh mắt khinh thường nhìn kiều tứ một chút, nhàn nhạt nói ta tưởng thằng nhãi nào to mồm như vậy, hóa ra là kiều tứ ngươi, ngươi cũng không biết quy củ sao. Công trường này là của ai, người nửa đường chen ngang vào, còn to mồm cái gì? Kiều Tứ tuy rằng không sợ Lâm Thành Vũ, nhưng thực sự chuyện này hắn cũng có chút đuối lý. Dù sao làm ăn cũng phải có quy củ trước sau, mà Kiều Tứ hắn cũng có một nửa máu giang hồ, hắn đối với quy củ lại càng coi trọng hơn, bây giờ cũng không biết nên đấu khẩu như thế nào nữa. Trương Dương lúc này mới từ ban chỉ huy tạm thời đi ra, ồ, quản lý Lâm đấy à, người từ thị trấn quay lại đây cũng khá nhanh đó chứ. Lâm Thành vô căm tức nhìn Trương Dương, chủ nhiệm Trương, người nói vậy là có ý gì? Hợp đồng giấy trắng mực đen ghi rõ rành rành như vậy rồi, là ta phụ trách xây dựng công trình trường tiểu học Hồng Kỳ, tại sao ngươi lại để đám người kiều tứ tới đây làm? Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Văn quơ quơ túi văn kiện trước mặt Trương Dương, bên trong là bản hợp đồng hắn ký với xã trước đó. Hắn muốn nói cho Trương Dương biết, hắn mới là người được phép xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ một cách hợp pháp. Trương Dương bỗng nhiên xuất thủ như thần, chỉ chớp mắt một cái bản hợp đồng kia bị hắn tóm gọn trong tay. Cái hành động cướp giật lộ liễu này làm mọi người ở đây cũng phải giật mình, càng làm mọi người sợ hãi hơn khi Trương Dương lại lạnh lùng xé nát bản hợp đồng trong tay rồi vất tung tóe trên mặt đất. Hắn cười cười nói, "Hiện tại thì không có." Lâm Thành vũ giận đến run cả người, nghĩ không ra hôm nay thế nào lại còn gặp được người vô lại hơn cả hắn nữa. Lâm Thành vô ánh mắt tràn đầy căm giận ngón tay chỉ thẳng mặt trương dương nói ta sẽ ra toàn kiện ngươi ngươi là kẻ vô lại không có chữ tín dám ngang nhiên xé bỏ hợp đồng ta sẽ bắt ngươi phải bồi thường trương dương lại làm ra cái điệu bộ vô cùng chán ghét liếc mắt nhìn hắn ta khinh mẹ nó chứ ngươi có bao giờ đánh răng không vậy khẩu khí cũng thật ghê gớm đó lâm thành vũ cũng phải nén giận lại thế cục đã định đoạn như vậy rồi hắn cũng phải nhẫn nhịn lùi lại nửa bước rồi tính tiếp xoay người lại chút giận lên đám công nhân của mình, hắn mắng lớn, đem hết máy móc cùng đồ dùng của chúng ta đi. Ngày mai chúng ta sẽ còn gặp nhau ở tòa án. Trương Dương lạnh lùng nhìn Lâm Thành Vũ, ta xem ai dám động vào, tất cả đồ đạc ở đây cũng đều là của nhà nước, ai dám động vào là ăn cướp. Ăn cướp là phạm pháp, phạm pháp sẽ phải ngồi tù. Đám công nhân dưới trướng Lâm Thành Vũ đều bị nhưng lời này của Trương Dương dọa đến ngây người, không ai dám làm gì nữa cả. Lâm Thành Vũ cả giận lớn giọng nói, mấy thứ này đều là của ta, hiện giờ ta muốn lấy đi, phạm pháp cái gì chứ? Trương Dương lại cười lạnh, người cầm của xã 20 vạn đồng làm tiềm dự chi, hơn nữa trong đội của ngươi có 7 người bị phạt tiền, kể cả là mức phạt thấp nhất cũng hơn 10 vạn, vậy tổng cộng ngươi phải nộp lại là hơn 30 vạn. Những thứ vất đi kia cũng không được 20 vạn, Lâm Thành Vũ à, ta còn chưa tìm ngươi đòi tiền, cũng là còn nương nhẹ ngươi lắm rồi đó. Đỗ Vũ Phong để tránh gặp phiền phức nên chỉ dám du rú trong ban chỉ huy không dám ra ngoài, nghe những lời đầy triết lý của Trương Dương, hắn cũng nhịn không được phải ôm bụng cười lăn ra. Lâm Thành Vũ người đúng là muốn tìm chết mà, tự dưng lại đi trêu chọc vào vị tiểu trương chủ nhiệm này làm gì, để giờ phải rước hỏa vào thân như vậy. Lâm Thành Vũ ngày hôm nay mới biết bộ mặt thật của Trương Dương là lưu manh giả danh trí thức, từ lúc tới xã Hắc Sơn từ này, hắn đã bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy đâu ánh mắt tràn đầy cừu hận nhìn Trương Dương, gần giọng lên nói, được lắm. Người cứ nhớ kỹ những lời ngày hôm nay cho ta. Trương Dương cười tủm tỉm nói, người cũng nhớ kỹ cho ta. Chốc nữa ta vào lều tính toán lại một chút, để xem sáng mai người còn phải trả nợ ta bao nhiêu tiền nữa. Lâm Thành Vũ vừa uất vừa nhục, khóc lóc đến tìm anh trai hắn là Lâm Thành Bân kể lể sự tình. Chờ hắn nói xong Lâm Thành Bân liền mắng ngay một câu, thằng ngu, không có tiền đồ gì cả muốn làm chuyện gì cũng phải thương lượng với ta trước chứ lâm thành vô cứ tưởng là vì chuyện hắn bị trương dương tống tiền mà anh trai mắng hắn giọng điệu lại có chút oan khuất nói từ trước xã đã chỉ đạo chuyện này do hồ ái dân quản lý ai ngờ rằng lão ta lại bị hạ bệ để giờ quách đạt lượng lên làm trường xã đã biết là vậy quách đạt lượng cũng ăn của ta không ít thế nhưng hắn lại giao cho trương dương làm tổng chỉ huy giám sát thi công thật sự chẳng biết đầu óc hắn nghĩ những gì nữa mà lại đi giao việc xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ cho một gã chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình. Điên hết cả với nhau rồi. Người có bị não không vậy? Lâm Thành Bân cũng không nhịn được nữa chửi thẳng thằng em trai mình luôn. Hắn để mạnh chén trà trong tay xuống bàn, đứng lên chỉ thẳng vào mũi Lâm Thành Vũ mắng, người có để vào tai những lời trước kia ta nói với ngươi không hả? Người hối lộ người ta, người ta lại không thèm để ý tới ngươi, ngươi còn không hiểu hay sao? đã vậy còn không báo lại cho ta một tiếng lại dám tự tiện chống đối đình công không làm nữa ngươi cho rằng mình là ai chuyện tình trường tiểu học hồng kỳ bị cháy hồi trước liên lụy tới nhiều người như thế nào ngươi còn chưa rõ nữa hay sao tại sao hồ ái dân bị tạm thời cách chức tại sao lý trấn đông phải bỏ nhà bỏ cửa chạy đi nơi khác quách đạt lượng tại sao lại phải đem chuyện này giao cho trương dương ngươi có biết động não một chút hay không lâm thành vũ nhỏ giọng nói không phải chỉ là một cái trường tiểu học thôi sao sao lại lắm phiền toái như vậy? Biết rắc rối như vậy ta cũng chẳng muốn nhận cái công trình này làm gì. Người còn muốn gây rắc rối thêm hay sao? Chuyện này đã loạn hết cả lên rồi, người còn định làm cái trò khỉ gì nữa? Còn muốn làm luyên lụy tới ta nữa hay sao? Nhưng mà hiển nhiên Lâm Thành Vũ cũng chẳng thể nào cam lòng buông xuôi như vậy được, lớn giọng nói lại, dù sao ta cũng đã thi công giai đoạn đầu công trình rồi. Máy móc, nguyên vật liệu cũng là của ta mua, giờ lại bị thằng nhãi trương dương kia tịch thu hết. Mặt mũi mất sạch như vậy, ta biết nói với anh em như thế nào đây. Sau này muốn làm ăn cũng khó nữa. Lâm Thành bần hung hăng trừng mắt nhìn, ngươi là ngươi, ta là ta, kể lể ca thán cái gì. Lâm Thành vũ giọng điệu cũng đã hòa hoãn hơn nói, anh. Ta xem lần này cũng phải nhờ anh ra mặt một chút. Dù sao anh cũng là chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, nói thế nào người ta cũng phải cho anh chút mặt mũi chứ đúng không lâm thành bân cũng thầm nghĩ lại trương dương đối với mình cũng không có mâu thuẫn hơn nữa thông qua quách đạt lượng làm trung gian thì mình với tiểu tử này cũng có chút giao hảo mà lần họp đại hội đại biểu nhân dân sắp tới trương dương muốn có tên trong danh ngạch thì cũng cần phải thông qua mình nếu như mình mở miệng xin hắn vụ việc lần này thì chắc chắn hắn cũng phải nể mặt mình ít nhiều thực ra trong lòng lâm thành bân vẫn coi trương dương chỉ là một gã chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình còn con vẫn chưa có biên chế nếu như mình tìm hắn, chỉ sợ hắn còn giật mình sợ hãi nữa là đằng khác. Nhưng để cho chắc chắn, Lâm Thành Bân vẫn gọi điện thoại trước cho Quách Đạt Lượng, cũng bởi vì hắn muốn trốn tránh trách nhiệm nên mới bắt Trương Dương đứng mũi chịu sào, cũng vì thế mới tạo ra cục diện rắc rối ngày hôm nay. Quách Đạt Lượng nghe xong chuyện này cũng ngẩn ra, bởi vì sự tình lớn như vậy mà đến giờ cũng chẳng có ai báo lại cho hắn một tiếng cả. Lúc biết rõ nguyên nhân sự việc, Quách Đạt Lượng cũng cả giận mắng lớn, "Ta nói lão Lâm ngươi thằng em trai lão cũng không biết tầm quan trọng của cái công trình xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ phải không? Hiện giờ đang phải đẩy nhanh tiến độ thi công, hắn lại dám đình công chống đối, như vậy không phải chỉ là đối nghịch với tiểu trương, mà là đối nghịch với cả toàn xã ta. Đến lúc công trình không hoàn thành đúng thời hạn, lúc đó người có gánh chịu được trách nhiệm hay không? Lâm Thành Bân bị quách đạt lượng mắng vốn cũng đâm ra thấy khó chịu trong lòng. Mẹ nó chứ, hắn ta giờ đây lên làm xã trưởng đã lớn giọng như vậy rồi, ngày sau lại leo lên cái chức bí thư đảng ủy xã nữa thì còn đè đầu cưới cổ mình thế nào nữa tuy trong lòng oán hận nhưng lâm thành bân tuyệt nhiên cũng không dám nói ra miệng kho khan một tiếng nói lão quách à, ta cũng là nghĩ như vậy tại lúc nãy vì thành vũ bị chịu nhục nên mới hơi tức giận một chút cộng nhưng mà tiểu trương chủ nhiệm ngang nhiên xé hợp đồng như vậy coi bộ cũng hơi quá quách đạt lượng cũng nhận ra lúc nãy mình cũng hơi lớn tiếng với lâm thành bân dù sao hắn cũng là lãnh đạo cao cấp lâu năm rồi. Quách Đạt Lượng cũng thấp giọng lại, nói, "Như vậy đi, ta sẽ gọi điện cho Trương Dương, nhắc nhở hắn một chút. Còn về phần đứa em trai của ngươi, cứ để ngươi phụ trách đi. Điều quan trọng là phải bảo đảm chất lượng công trình cũng như tiến độ thi công cho tốt." Lâm Thành Bân nghe Quách Đạt Lượng nói như vậy, cũng biết chuyện này hẳn là có thể giải quyết được. Lúc này mới bỏ điện thoại xuống, nghiêm mặt lại quay ra mắng Lâm Thành Vũ một câu muốn làm gì thì làm cũng phải biết suy nghĩ một chút chứ lâm thành vũ cũng nhận ra tâm tình ông anh trai không được tốt lắm cũng chỉ đành nhín nhịn nghe lời lâm thành bân lúc này mới dịu đi được một chút nhấc chén trà lên uống một ngụm chậm rãi nói ngày mai ngươi lại tiếp tục công việc cho ta đừng gây thêm phiền phức nữa lâm thành vũ cũng buồn bực chỉ gật đầu lấy lệ quách đạt lượng lúc này cũng gọi điện thoại cho trương dương dặn dò vài câu lúc cuối còn đặc biệt nhắc nhở trương dương là lâm thành bân anh trai của Lâm Thành Vũ là chủ nhiệm đại hội đại biểu lần trước. Trương Dương cũng hiểu ý tứ của Quách Đạt Lượng, lần này cũng phải cấp chút mặt mũi cho hắn rồi. Nhưng mà Trương Dương cũng vừa mới kêu đội của Kiều Tứ tới làm, cũng không thể tự nhiên lại đuổi người ta đi như vậy được, vì vậy đưa ra kiến nghị bảo Lâm Thành Vũ để chút đường kiếm ăn cho đám Kiều Tứ. Quách Đạt Lượng cũng gật đầu đồng ý, dù sao nhiều người cũng càng đẩy nhanh tiến độ thi công hơn. Có những lời này của Quách Đạt Lượng, Trương Dương cũng đưa ra quyết định khu nhà mới của trường tiểu học Hồng Kỳ vẫn để đám người Lâm Thành Vũ tiếp tục xây dựng, còn về phần tu sửa những phòng học khác thì phân cho bọn Kiều Tứ làm. Như vậy công việc sẽ hoàn thành nhanh hơn, hơn nữa đôi bên cũng dễ ăn nói. Lâm Thành Vũ gây loạn như vậy, cũng không ngờ tới mình ăn trộm không được gà, lại mất nắm thóc, hiển nhiên là oán hận Trương Dương thấu xương. Thế nhưng anh trai hắn đã nhắc nhở qua, hắn cũng không dám làm mất hòa khí nữa, an phận làm việc. Trong chuyện này Trương Đại Quan Nhân cũng đã cấp đủ mặt mũi cho hai anh em họ lâm kia, cũng không hẳn vì cái danh ngạch đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc kia. Mà cũng bởi vì đám công nhân của Lâm Thành Vũ cũng là chuyên nghiệp, không thể cứ thế mà vất bỏ được. Lần họp hội nghị thường vụ của xã lần này, bởi vì bí thư vương Bác Hùng vẫn còn đang công tác trên huyện, dĩ nhiên xã trưởng Quách Đạt Lượng sẽ làm người chủ trì cuộc họp. Ai cũng biết, mối quan hệ bất chính của vương bí thư với cảnh chủ nhiệm bị bại lộ, vương bí thư lần này không có về họp, cũng là muốn trốn tránh lời ra tiếng vào bầu không khí buổi họp cũng rất nặng nề cùng cẩn thận mọi người tham dự họp hội nghị cũng chẳng mấy nhiệt tình cho lắm cái loại không khí khó chịu này làm quách đạt lượng cảm như một ngày hè rông tố oi bước một ngạt hắn cũng âm thầm cảm thán mong rằng trận bão này sẽ không rơi vào người mình hầu hết buổi họp là bàn về chuyện xây dựng lại trường tiểu học hồng kỳ cùng với việc trương chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình được bổ nhiệm là chỉ huy trường quản lý công tác xây dựng công trình Việc Kiều Tứ được thêm vào đội ngũ thi công cũng làm nhiều người nghi vấn, nhưng cũng là vì muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ, để đạt đúng thời hạn đã ước định nên cũng không ai hỏi gì nhiều. Lúc gần kết thúc buổi họp thường vụ, Lâm Thành Bân đứng dậy phát biểu tổng kết buổi họp. Hắn liền nhấn mạnh nhiệm vụ trọng điểm kế tiếp là chuẩn bị cho đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, cùng hội nghị hiệp thương chính trị trên huyện. Hai đại hội này mời 10 đại biểu hội nghị của xã Hắc Sơn Tử. Đối với tất cả mọi người ở đây thì đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trên huyện hay hội nghị hiệp thương chính trị cũng chỉ là ngoài lề mà thôi. Chiến trường chân chính lại chính là cuộc họp đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ở xã Hắc Sơn từ này, bởi vì lần họp này phải bầu ra mỗi gã chủ nhiệm chủ trì đại hội, hai gã phó chủ nhiệm. Với tình hình xã nhà hiện tại, thì cái chức chủ nhiệm thì không thoát khỏi tay quách đạt lược, thế nhưng hai cái ghế phó chủ nhiệm đại hội kia thì vẫn còn khó có thể xác định được là người nào dựa theo quy định cố thì một người chủ nhiệm đại hội, hai người phó chủ nhiệm đại hội sẽ do lãnh đạo trên huyện chỉ định. chỉ là hồ ái dân lúc này tạm thời rời cương vị lãnh đạo của xã nên không được tham dự như những lần trước. mà gần đây xã hắc sơn tử cũng gặp nhiều sự vụ phức tạp liên quan trực tiếp tới tầng lớp lãnh đạo của xã, bởi vậy mà huyện ủy cũng rất đang chú ý tới những động thái của xã nhà. bởi vậy mà lần tuyển cử lần này sẽ được cấp trên rất quan tâm tới. Lâm Thành Bân tuyên đọc một chút phương hướng công tác Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần này, đưa ra ý kiến thành lập ban chấp hành tuyển cử, và ban chấp hành tuyển cử sẽ điều hành, sắp xếp công tác tuyển cử của xã. Và hắn cũng nhấn mạnh toàn bộ kinh phí cho cuộc tuyển cử này sẽ do bên tài vụ lo thu chi. Trương Dương thực cũng không có chút hứng thú gì tới cái đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc kia cả. Hắn cũng biết một trong hai người làm phó chủ nhiệm đại hội kia chắc chắn cũng chẳng tới lượt mình, dù sao căn cơ vẫn còn thấp, chỉ là một gã đảng viên dự bị. Mà theo thể chế nhà nước hiện nay, thì hắn cũng biết chẳng thế nào mà lại một bước lên trời như thời phong kiến xa lắc xa lơ kia được. Cho dù Lý Bí Thư có toàn tâm toàn lực nâng đỡ, thì ít nhất mình cũng phải có chút thành tích đặc biệt nổi trội gì đó mới có cớ mà được thăng quan tiến chức. Nhưng dù sao cái danh ngạch trong Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần này Trương Đại quan nhân cũng đã nắm chắc được cả 10 phần, như vậy cũng là đủ rồi. Buổi họp hội nghị thường vụ của Ủy ban xã kết thúc, trương dương cũng dành chút thời gian tới bệnh viện thăm cảnh tú cúc vẫn còn đang ở đó dưỡng bệnh đến trước của phòng bệnh của nàng ta đã nghe thấy tiếng cười sang sảng bên trong vọng ra xem ra nàng ta cũng đã bình phục được khá nhiều rồi đi vào phòng bệnh liền thấy cảnh tú cúc cùng tiểu ngụy hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau thấy chủ nhiệm trương tới tiểu ngụy sợ hãi vội vàng đứng dậy khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên thấp giọng kêu một tiếng trương chủ nhiệm rồi nhanh nhẹn lấy ghế cho hắn ngồi trương dương cười nói đang nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy hắn tiện tay với luôn cốc nước hoa quả trên đầu giường uống tạm tiểu ngụy đỏ mặt khẽ nói ta đi lấy nước nói xong nàng ta nhanh nhẹn cầm phích nước chạy ra ngoài cảnh tú cúc cười tủm tỉm nói tiểu ngô đâu tiểu ngô nào là ngô hoành tiến người của ban kế hoạch hóa gia đình các người đó trương dương từ vẻ mặt mờ ám của cảnh tú cúc cũng nhận ra cười nói thế nào hai người này Mới chớp mắt đã thông đồng với nhau nhanh như vậy rồi cơ à. Người đó, sao lại nói cái kiểu như lưu manh vậy? Cảnh Tú Cúc hiển nhiên đã khôi phục lại tính tình đanh đá chua ngoa của mình. Trương Dương cười nói, "Sao rồi? Sức khỏe đã đỡ hơn chưa?" Cảnh Tú Cúc gật đầu, "Về cơ bản cũng đỡ nhiều rồi, chỉ là ở đây cũng khá lâu rồi, ngược lại lại chẳng muốn đi ra ngoài làm gì. Lại sợ bên ngoài nói chuyện bậy bạ không hay. Có một số việc sớm hay muốn cũng phải đối diện thôi." Trương Dương cũng tận tình khuyên bảo nàng ta. Cảnh tú cúc thở dài, tràn ngập cảm kích nói: Lần trước còn chưa cảm ơn ngươi, may mà có ngươi nên con bé Trần Tuyết vẫn bình an vô sự. Việc nhỏ ấy nhắc lại làm gì? Được rồi, cũng sắp tới hội nghị Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc rồi, chẳng nhẽ người định ở lì chỗ này mãi sao? Cảnh tú cúc cúi đầu, trầm mặc một hồi lâu mới nói: Bộ máy chính trị xã nhà gần đây cũng bị xáo trộn hết cả lên. Xem ra lần tuyển cử này cũng phải đề cập tới nhiều đây. Lần này cần tuyển ra một chủ nhiệm đại hội cùng hai người phó chủ nhiệm. Xem ra chỉ cảnh đây cũng có cơ hội đó. Cảnh Tú Cúc nở nụ cười, ta cũng chẳng có mong ngóng gì cái chức đó cả. Chỉ là cái chức chủ nhiệm văn phòng xã cũng đã bị người ta oánh trách như vậy rồi, giờ mà còn leo lên cái chức phó trưởng xã kia, chỉ sợ có người lại bán ta cho đài truyền hình huyện Xuân Dương nữa đó. Nhắc tới đài truyền hình huyện Xuân Dương Trương Dương lại lộ ra nụ cười nhẹ. Cũng lâu rồi hắn không có gặp lại Hải Lan, nhưng mà mặt đối mặt thì hắn thường ngày hắn vẫn đều đặn nhìn nàng trên mấy cái bản tin thời sự trên TV. Chỉ là không biết vị nữ phát thanh viên xinh đẹp kia có hay không còn nhớ tới những phút giây mặn nồng khi đó, phải chăng nàng đã lãng quên hắn rồi. Cảnh Tú Cúc nói, mỗi lần có lần họp đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, là y như đánh trận vậy, lần này cũng chẳng có ngoại lệ đâu nàng ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, chẳng là đại hội đại biểu nhân dân lần trước thiếu hụt tuyển cử, ta cũng vinh dự được đề cử tham gia. Chỉ là thiếu chút nữa bị người ta cười đến chết, lần này ta nhất quyết không để bọn họ chi phối nữa. Cái gì gọi là thiếu hụt tuyển cử? Trương Dương có chút mông lung hỏi. Cảnh Tú Cúc từ đầu giường lây ra một quyển, luật bầu cử, đưa cho Trương Dương, tặng cho người đó. Về mà tự tham khảo lấy đi, ta cũng không có nắm rõ cho lắm, cũng tặng người một câu, ba người chung một chồng, chính là tự dẫn mình ra pháp trường. Trương Dương lại nói, lần này phải trừ đi quách xã trưởng chứ. Đúng lúc này thì chuông điện thoại của Trương Dương vang lên. Hắn nhìn một chút dòng tin nhắn trên màn hình, đoán chắc rằng lần này 89 phần 10 là có liên quan tới Lý Bí Thư, liền lập tức cáo từ cảnh Tú Cúc, vội vàng trở về ban kế hoạch hóa gia đình của mình gọi điện thoại lại cho hắn. Lưu Hải Đào nhận được điện thoại liền nói, buổi chiều Lý Bí Thư cùng đoàn kiểm tra xuống xã các người kiểm tra tình hình công tác. Trương Dương cũng thấy nao nao, nhận thấy những lời này là của Lý Trường Vũ cố ý nhắc nhở cho hắn, thấp giọng nói có cần phải báo lại cho xã nhà chuẩn bị một chút hay không. Không cần, như thế nào thì cứ để nguyên như vậy đi, Lý Bí Thư ghét nhất là bị người khác lừa gạt. chương 32, đoàn khảo sát từ huyện. Ứng tiếng, lại chưa phát giác ra đã sinh thêm vài phần thiện cảm với Lý Trường Vũ, nói thật ngoài chữ phương diện thân thể có điểm kém cỏi tổng thể mà xem thực sự là một người làm quan tốt. Trương quan nhân từ đầu tới cuối vẫn cho rằng, bình phán tiêu chuẩn của một quan viên không thể lấy tác phong ra mà so sáng, người ta có mấy vợ mấy tình nhân, đó là quyền tự do của người ta, chỉ cần người ta có thể kiên kiên định định làm việc vì quần chúng, một chút tật xấu đó căn bản không tính là gì, hơn nữa áp lực trong quan trường lớn như vậy dù sao cũng phải cho lãnh đạo người ta có phương pháp làm giảm áp lực đúng không nào nhẫm lại thời đại nhà tùy người nào làm huyện lệnh thất phẩm mà chẳng có đến ba vợ bốn nàng hầu chẳng như bây giờ nhiều người để ý quyền lực lớn vợ cũng chỉ có một đừng nói là vợ đến con cái cũng chỉ được sinh một đứa không thì còn muốn chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình như hắn làm gì chứ cúp điện thoại đầu óc trương dương nguyên man suy nghĩ bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện rất quan trọng bí thư xã ủy Vương Bác Hùng không có mặt ở Hắc Sơn Tử, vào thời điểm mấu chốt này, hắn không ở đây bất kể là như thế nào cũng không nói nổi. Trương Dương nhớ tới không lâu trước đây Vương Bác Hùng còn đặc biệt ám chỉ với mình rằng muốn gặp Lý Trường Vũ, không đợi hắn đi gặp người ta, Lý Trường Vũ đã tự mình đi đến Hắc Sơn Tử tìm hắn. Suy nghĩ một lúc lâu, Trương Dương quyết định gọi điện thoại cho Dương Bác Hùng, dù sao từ lúc hắn Hắc Sơn Tử công tác đến nay, Vương Bác Hùng cũng đều chiếu cố đến hắn, dù thế nào đi nữa hẳn là phải thông báo cho hắn một tiếng, hơn nữa Vương Bác Hùng cũng đang đứng trong cảnh khống cùng, mình thông báo cho hắn sẽ là làm việc nhân nghĩa, làm người phải nhớ đến ân đức, khẳng định quan hệ giữa mình và Vương Bác Hùng sẽ cao lên một tầng. Khi Vương Bác Hùng nhận được tin báo của Trương Dương thì hắn vẫn đang còn ở trong thị trấn Xuân Dương, hắn gọi điện thoại lại cho Trương Dương, sau khi tin chắc tin tức này là thật, không nói hai lời, đi thẳng xe về xã Hắc Sơn Tử. Lý Thường Vũ sau khi ăn xong bữa trưa mới bắt đầu lên đường, cho Vương Bác Hùng có đầy đủ thời gian chuẩn bị, thế nhưng Vương Bác Hùng rất hiểu Lý Thường Vũ bình thường là người thế nào, vị lý bí thư này đã im hơi lặng tiếng đi kiểm tra thì ghét nhất là là quan viên làm ra vẻ bề ngoài mà trương Dương lại dặn dò mình, phải làm như thế nào như thế nào, nói là rằng đó là do chính miệng lý bí thư nói, chuyện ngày hôm nay làm Vương Bác Hùng càng thêm cảm kích Trương Dương và cũng thấy được việc thường ngày mình chiếu cố đến hắn không phải là uổng phí. Vào thời điểm mấu chốt, người ta giúp mình rất đúng lúc. Nhóm người Lý Trường Vũ tổng cộng đi trên hai chiếc xe đến Hắc Sơn tử, một cái là Santana của Lý Thường Vũ, còn một chiếc là Toyota 12 chỗ, Lý Trường Vũ cũng ngồi bên trong xe thùng, bên trong Santana ngược lại chỉ có một mình Lưu Hải đào lái xe. Quách đạt lượng cùng đám cán bộ xã hoàn toàn không nhận được thông báo mà chỉ nghĩ Vương Bác Hùng đột ngột trở về, bây giờ lại thấy đoàn kiểm tra về xã, thế mới biết vì sao Vương Bác Hùng lại đột ngột trở về cả đám âm thầm mắng Vương Bác Hùng, Vương Bí Thư cũng thực là, đoạn kiểm tra từ trên huyện xuống vậy mà cũng không bắt chuyện cũng không dẹp đường để chúng ta bị nắm tật xấu, ngươi là người đứng đầu có thể đẹp mặt được sao? Bọn họ nào biết Vương Bác Hùng phải trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt mới đưa ra quyết định này, tâm tư hiện nay của Vương Bác Hùng chính là chứng minh cho Lý Thường Vũ biết hắn không muốn ở lại Hắc Sơn Tử nữa, vụ truyền đơn lần này đã làm cho hắn mỏi mệt dã rời, chỉ cần hắn còn ở lại Hắc Sơn Tử, quan hệ của hắn và Cảnh Tú Cúc có thể tùy thời để cho người ta nói móc. Vương Bác Hùng cảm thấy mình còn trẻ, còn có khả năng tiến thêm một bước nữa, hắn không muốn bởi vì đoạn quan hệ mờ ám này hủy đi con đường làm quan sau này của mình. Đa số nam nhân ở giữa chuyện sự nghiệp và tình cảm đều chọn lựa cái trước, dù sao một nam nhân không có sự nghiệp thì càng không có tư cách nói chuyện tình cảm, một nam nhân có thể đặt chân trong xã hội, có sự nghiệp mới có những thứ khác. Vương Bác Hùng đi đến Santana chào đón, nhưng đáng tiếc Lý Trường Vũ lại ở xe thùng tại đằng sau, cho nên Vương Bác Hùng và mấy thường ủy của xã Hắc Sơn từ bỏ lỡ cơ hội nghênh tiếp bí thư huyện ủy. Lần này đi cùng với Lý Trường Vũ còn có chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thường ủy Lưu Kế Văn, phó huyện trưởng phụ trách công tác nông nghiệp khu Quảng Trí, cục trưởng cục tài chính huyện Ngưu Học Đông, cục trưởng cục giáo dục Vương Hổ chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình huyện Vương Hồng Hà, Tùy tiện có mấy người đi đến Hắc Sơn Tử thôi mà đã khiến mấy người ở đây run lên. Quách Đạt Lượng lần này thực sự không có sự chuẩn bị, lần này bị đoàn kiểm tra đi xuống bất ngờ khiến cho trở tay không kịp, trong lòng càng bất mãn với Vương Bác hùng, nếu như lần này đoàn kiểm tra tìm ra được chỗ xấu nào, nói không chừng mình vừa mới lên làm đại xã trưởng, sẽ bị phế, xóa ở đây không phải là chữ đại, có khả năng ngay cả hai chữ xã trưởng cũng bị xóa luôn. Cũng may vẻ mặt của Lý Trường Vũ không chỗ nào cảm thấy không thoải mái. Đứng ở trước sân chính quyền xã, nhìn lú túc xá của chính quyền xã một chút, quay đầu nhìn cục trưởng cục tài chính như học đông đến đây cùng với mình, điều kiện làm việc của chính quyền xã Hắc Sơn tử quả thực quá gian khổ. Như học đông béo tròn vội cười nói, căn bản của cải cách đề sướng và mở rộng trong cán bộ chính là phải gian khổ và mộc mạc như vậy. Lý Trường Vũ mỉm cười nhàn nhạt, thần mắng như học đông dối trá. Cục trưởng cục tài chính thì béo phì ra, cán bộ ở cơ sở thì đói đến gầy chưa cả xương. Nếu như hắn tiếp tục làm thêm vài năm nữa ở Xuân Dương, nói không chừng sẽ cho nghiêu mập này xuống ngựa, nhưng hắn sắp được thăng chức, đối với những kẻ gây thù hắn đã không còn hứng thú để chèn ép. Vương Bác Hùng cuối cùng tiến đến trước mặt hắn, vẻ mặt khiếm tốn tươi cười nói, Lý Bí Thư, sao các vị lại đột nhiên đến đây, cũng không báo trước một tiếng, để chúng tôi còn chuẩn bị thật tốt. Lý Trường Vũ cười với những người đi cùng, các đồng chí nhìn xem. Đây mới là tác phong phổ biến của cán bộ, thông báo cho các đồng chí để làm gì? Thông báo để các đồng chí làm giả sao? Chúng tôi chính là muốn xem tình hình thực tế của Hắc Sơn tử. Nguyên nước nguyên vị, không qua sắp đặt. Một đám người đồng thời nở nụ cười. Tiếng cười hòa tan với bầu không khí khẩn trương, Vương Bác Hùng và Quách Đạt lượng âm thầm thở dài một tiếng. Xem ra lần kiểm tra đột kích lần này của Lý Trường Vũ không phải là tới để tìm khuyết điểm của bọn họ. Trên thực tế cũng là như vậy, dựa theo kế hoạch dự định của huyện ủy là muốn kiểm tra đột kích tình hình công tác của một xã nào đó thuộc Xuân Dương, Lý Trường Vũ đột nhiên nghĩ đến Trương Dương, tiên nhiên nghĩ đến Hắc Sơn Tử, cho nên quyết định địa điểm kiểm tra lần này là Hắc Sơn Tử, vốn hắn từng có ý định báo trước cho Trương Dương, thế nhưng sau đó lại nghĩ đến tình tình của hắn, sợ hắn ở trước mặt đoàn kiểm tra làm nào loạn khiến người ta chê cười vì cậy mới bảo Lưu Hải Đào gọi điện thoại cho Trương Dương. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc kính sợ này của đám quan viên trong xã Lý Trường Vũ biết thằng nhóc kia không có tiết lộ tin tức ra ngoài, sự tán thưởng tăng lên vài phần, ở trong lòng mỗi quan viên sẽ có người được coi là người cùng nhà với mình, nhưng ở trong hoàn cảnh khác nhau thời gian khác nhau không còn có người cùng nhà nữa. Đối với Lý Trường Vũ mà nói đại chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình Trương Dương chính là người một nhà với hắn, mặc dù hoàn cảnh quen biết của bọn họ không khoái trá như hiện giờ mà là từ từ liên hệ lại với nhau. Lý Trường Vũ nhớ đến một câu nói, cuộc sống như cưỡng gian vậy, nếu như không thể phản kháng thì cứ từng bước biến quan hệ giữa hắn và Trương Dương thành một loại hưởng thụ. Quan hệ giữa hắn và Trương Dương là cố đi tìm cái chúng, Lý Trường Vũ là làm tốt cho giai đoạn chuẩn bị đấu tranh trường kỳ, sinh tồn trong quan trường, hắn bất cứ lúc nào cũng đang tiến hành những trận chiến đấu nho nhỏ, cũng học được các hưởng thụ quá trình đấu tranh, hắn tin tưởng rằng cuộc chiến đầu giữa hắn và Trương Dương mình sẽ trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Chào hỏi nhanh chóng, Lý Bí Thư lập tức chuyển đề tài câu chuyện đến công tác của Hắc Sơn Tử, lần kiểm tra của hắn lần này là nhằm vào xác định lại một số tình huống. Chủ nhiệm Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lưu kế văn kiểm tra tình hình chuẩn bị Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc của xã Hắc Sơn Tử, Phó huyện trưởng khu Quảng Trí kiểm tra tình hình gieo trồng cho mùa xuân, còn những người khác đều quan tâm đến tình hình xây sửa tiểu học Hồng Kỳ. Lý Trường Vũ đề nghị đi đến tiểu học Hồng Kỳ xem xét. Vương Bác Hùng đương nhiên phải đi cùng, ngược lại người vốn được giao nhiệm vụ xây sửa tiểu học Hồng Kỳ là quách đạt lượng lại đứng sang bên, nhưng hắn cũng không nhàn dỗi, cùng phó huyện trưởng Khư Quảng Trí đến mấy hộ gia đình làm nông kiểm tra tình hình nông nghiệp. Đoàn người đi tới công trường của tiểu học Hồng Kỳ, thấy ở bên trong khí thế đang hừng hực, Trương Dương đang đội một chiếc nón bảo hộ màu da cam, đứng ở trong công trường giả vờ giả vịt thảo luận bản vẽ với Kiều Tứ. Lý Trường Vũ và Vương Bác Hùng đồng thời sinh ra một ý nghĩ, thằng ôn này thực sự biết đóng kịch. Cùng lúc đó trên bầu trời ảm đạm xẹt qua tia chớp, sau đó một trận sấm rền trên đỉnh đầu Trương Dương, Trương Quan Nhân sợ đến nỗi nhanh chóng rụt cổ lại, thảo nào hay nói những người hay giả bộ thường bị xét đánh. Quay đầu lại, thấy Lý Trường Vũ, trên mặt biến ảo từ ngạc nhiên sang mừng rỡ, vẻ mặt của thằng nhãi này diễn ra tốt, đáng tiếc không đúng thời điểm, có câu hăng quá hóa dở, người sáng suốt nhìn một cái là biết quan hệ giữa hắn và Lý Trường Vũ không bình thường. Lý Trường Vũ thầm mắng, cho người sao 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 giả bộ sao sao sao, vừa rồi thế nào xét không đánh chết luôn đi. Đương nhiên đối với cấp bậc của Trương Quan Nân thì căn bản không thế nào đi tới đó, chỉ có thể chờ mong đứng ở chỗ đó nhìn Vương Bác Hùng dẫn Lý Trường Vũ đi thị sát toàn bộ công trường. Lý Trường Vũ một bên lắng nghe một bên gật đầu, xem ra cực kỳ thỏa mãn với tiến độ hiện tại của công trình hắn thấp giọng nói với tiến độ hiện này liệu cuối tháng này có xong được không vương bác hùng ngẩn người việc sửa chữa này hắn giao toàn bộ cho quách đạt lược mà quách đạt lượng lại trao quyền này cho trương dương tình hình cụ thể thì chỉ có đi hỏi trương dương thì mới biết hắn vẫy tay gọi trương dương trương dương lúc này mới vui tươi hớn hở chạy đến tuy rằng hắn ở trước mặt lý trường vũ không hề sợ hãi nhưng ở trước mặt những người khác phải diễn trò cho tốt trương quan nhân cười tâu tuét, vương bí thư có việc gì vậy không ít người oán thầm thằng nhãi này, thảo nào tuổi còn trẻ như vậy là đã tổng chỉ huy đội xây dựng, thì ra là am hiểu nịnh nọt, đa số người cũng không biết tiểu trương chủ nhiệm người ta là dựa vào Lý Bí Thư. Vương Bác Hùng cười nói với Lý Bí Thư, Lý Bí Thư, tình hình công tác cụ thể đều do tiểu trương chủ nhiệm phụ trách, thời hạn của công trình ngài cứ hỏi hắn là ra. Lý Trường Vũ là người nào chứ? Từ lúc bắt đầu thấy Trương Dương đảm nhiệm làm tổng chỉ huy, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ, lúc này trong lòng đã tính toán thật cẩn thận, Vương Bác Hùng ơi là Vương Bác Hùng, không ngờ chuyện tiểu học Hồng Kỳ sao 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 như vậy mà không dám nhận trách nhiệm, cho nên mới giao củ khoai lang nóng phỏng tay này cho Trương Dương, người khác không biết ở phía sau Trương Dương là ta, người mẹ nó có thể không biết sao. Biết mà còn để Trương Dương dính vào, đó không phải là gián tiếp lôi đầu ra ra sao, nghĩ e nó chứ, cũng không phải là thứ gì tốt, Lý Trường Vũ ở bên này nghe Trương Dương giới thiệu, dáng vẻ tươi cười trên khuôn mặt đột nhiên thu lại, vẻ mặt cũng tối tăm như khí trời lúc này, cuối tháng này có thể làm xong hay không? Trương Dương đáp lại, Lý Bí Thư, hiện tại chúng ta đang có hai đội thi công đồng thời làm việc, trước cuối tháng có thể hoàn thành công việc xây sửa tiểu học hồng kỳ của xã. Về phần các tiểu học hồng kỳ của các thôn khác, chúng tôi sẽ tiến hành xây sửa sau đó. Lý Trường Vũ xoay đầu nhìn lên tầng mâu u ám, lời nói của hắn mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị quát lớn, cậu làm việc kiểu gì vậy? Sao hiệu suất lại thấp như vậy? cậu có biết hay không, cậu ở bên này lỡ thời hạn công trình dù một ngày, là bọn nhỏ sẽ không được đến trường một ngày, làm lỡ thời hạn công trình một ngày, bọn nhỏ sẽ phải ở nhà một ngày, tôi thấy tiểu đồng chí này thiếu nhiệt tình khi công tác. Trương Dương ngay từ đầu cũng không có phản kháng lại, ta mẹ nó chọc giận ngươi sao, thành thành thật thật báo cáo công tác cho ngươi rồi còn mắt ta, làm cho trước mặt nhiều người, ngươi cũng không để cho ta mặt mũi, hắn cũng không nghĩ tới là một đại chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gai đình ở trước mặt bí thư huyện ủy mặt mũi căn bản không được nhắc đến. Lý Trường Vũ nổi giận đùng đùng quay sang Vương Bác Hùng, đồng chí Bác Hùng, lớn mật dùng cán bộ trẻ tuổi là không sai, thế nhưng cũng phải suy nghĩ đến kinh nghiệm công tác của họ còn thấp, làm sao có thể đảm đương được trọng trách như vậy được. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra cũng sẽ truy cứu trách nhiệm của các đồng chí. Những lời này rõ ràng nói cho Vương Bác Hùng nghe, người mẹ nó không nghĩ qua là Trương Dương buộc chặt vào ta sao, nằm mơ đi. Mặt vương bác hùng lúc xanh lúc trắng, để Trương Dương dính vào vụ này cũng không phải chủ ý của hắn, hắn dù sao tu vi trong chính trị cũng cao hơn Trương Dương, trong lúc lý trường vũ mắng Trương Dương, hắn đã ngộ ra, người ta chỉ mèo mắng chó, bên ngoài là mắng Trương Dương, bên trong là ngầm uy hiếp mình, vương bác hùng ở trong chuyện này quả thực là oan uổng, không khỏi hận quách đạt lương, người sao 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 có tật cũng đừng vì mình mà để Lý Bí Thư phải xuống nước chứ. Trương Dương cũng đã hiểu ra, thì ra Lý Bí Thư người ta chính là quan tâm tới mình, có một câu là Chỉ mèo mắng chó, đúng, chính là chỉ mèo mắng chó. Mắng vương bác hùng xong, cơn giận của Lý Trường Vũ cũng nguôi ngoai đi chút ít. Đúng lúc này thì trời cũng đổ mưa to, nhưng không ai ở đây mang ô cả, chỉ có thể xuống lại che mưa cho Lý Bí Thư tới ban chỉ huy tạm thời chú mưa. Ban chỉ huy tạm thời ở công trường này chỉ là túp lều nhỏ dựng tạm, giờ lại tới mười mấy người chui vào lại càng có vẻ chập hẹp gò bó hơn. Lý Bí Thư ngồi trên bàn làm việc của Trương Dương, liền thấy tờ giấy trên mặt bàn có một chữ, nhấn. To tướng, đây cũng là do Trương Dương lần đó lên núi Thanh Thai chơi, bị Trần Sùng Sơn câu dẫn nên mới nổi hứng trí thơ văn, lúc nhàn dối cũng tiện tay viết đôi ba chữ luyện lại tay nghề. Nhưng mà dù là Trương Đại Quan Nhân tiện tay viết xăm ba chữ, thì đó cũng không hề tầm thường rồi. Lý Trường Vũ cũng là một người ham thích thư pháp, nhìn chữ này càng xem lại càng thấy thích. Hắn chuyển hướng nhìn Vương Bác Hùng hỏi, là ngươi viết à? Vương Bác Hùng lại quay sang nhìn Trương Dương, Trương Dương liền cười nói, chỉ là hoa chân múa tay mà thôi, để Lý Bí Thư phải chê cười rồi. Nếu người thích, không bằng cứ cầm về đi. Lý Trường Vũ thực cũng không ngờ được thằng nhãi con này trông vậy mà thư pháp lại tuyệt đỉnh như vậy, làm hắn cũng phải thay đổi con mắt nhìn tiểu tử Trương Dương này hóa ra là từ trước tới giờ tiểu tử này vẫn còn ẩn giấu nhiều thực lực đến vậy. Lý Bí Thư vui vẻ cười nói, tiểu trương à, lá gan người thật cũng không có nhỏ đâu, dám công khai đút lót lãnh đạo. Không sợ ta kêu hội đồng thanh tra kỷ luật sửa chữa ngươi một hồi à. Những người ở đây thì ai mà chẳng hiểu, những lời nghe như trách cứ vậy thôi chứ ẩn trong đó lại là tán thưởng cùng yêu thích trương dương. Tất cả đều cười hùa theo, làm không khí cũng bớt căng thẳng hơn rất nhiều nhưng mà chẳng hiểu thằng nhãi trương dương kia, được sủng ái quá hóa lố hay sao mà đột nhiên lại xì khói, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trong cái bàn chỉ huy tạm thời chật hẹp lại đông người như vậy, lượng không khí đã ít rồi giờ lại còn bị ô nhiễm nặng nề, ai cũng phải nhăn mặt bịt mũi không dám thở nữa. Lý Trường Vũ vừa mới dứt lời khen ngợi thằng nhãi Trương Dương kia xong, bây giờ cũng không tiện trách mắng hắn ngay được, đành phải đứng dậy đi ra cửa lều rồi vẫy vẫy tay gọi hắn lại. Trương Dương cũng thẹn quá, vội vàng chạy theo Lý Trường Vũ ra ngoài. Đám người còn lại vì không được Lý Bí Thư cho phép đi theo, nên bắt buộc phải đứng hết cả lũ lại cùng nhau hứng chịu cái mùi thối kinh khủng kia. Mọi người trong lòng thống hận chửi rủa đứa nào phong huế, tất nhiên là trừ gã đã xì khói kia là sẽ không tự chửi mình mà thôi. Bên ngoài trời vẫn còn mưa khá to, Lý Trường Vũ cùng Trương Dương cũng không có ra hẳn bên ngoài mà chỉ đứng ngoài cửa hít thở không khí trong lành. Lý Trường Vũ ý vị thâm trường cười nói, tiểu trương à, trọng trách trên vai người cũng không phải là nhẹ đâu, cũng sắp tới mùa mưa rồi, đến cuối tháng còn phải đảm bảo chất lượng công trình nữa. Thực là một nhiệm vụ khá gian khổ đó. Trương Dương gióng giạc nói, xin lý bí thư cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ dốc sức hoàn thành công việc, cấp trên đã giao nhiệm vụ cho ta như vậy rồi, ta cũng sẽ không làm người phải thất vọng, sẽ không phụ sự yêu mến của nhân dân, của xã ta. Sẽ không phụ sự kỳ vọng của đảng, cố gắng làm tròn trách nhiệm một công dân vì nước nhà. Lý Trường Vũ thấy cái vẻ mặt chính nghĩa đầy giả tạo kia của Trương Dương, trong lòng hắn cũng thầm cười lạnh. Mới tiến nhập quan trường không lâu, vậy mà thằng nhãi này cũng đã sắp tu luyện thành tinh rồi. Ánh mắt hắn hờ hững nhìn từng giọt mưa từ mái hiên nhỏ xuống tảng đá dưới chân, tạo thành một lỗ nhỏ ở chính giữa. Hắn không quay đầu lại, bình thản nói, "Lúc rảnh rỗi, giúp ta viết bốn chữ, nước chảy đá mòn." Trương Dương cẩn thận nghĩ xem lời nói này của Vương bí thư còn ẩn ý gì trong đó nữa không. Lý Trường Vũ lại nói tuổi trẻ thì chỉ cần kiên cường vững trí mà công tác cho thật tốt. Mọi việc đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Trương Dương hai mắt cũng sáng ngời, hiển nhiên Lý Trường Vũ là muốn lợi dụng tình cảnh trước mắt để nhắc nhở mình. Dùng mọi thủ đoạn để đạt được thành công cũng chưa chắc đã là tốt nhất. Bất kể là bạn hay địch thì cũng nên đối đãi cho tốt, nước cứ chảy thì tất có lúc đá sẽ mòn. Đúng lúc này thì Lưu Hải Đào cùng Phó xã trưởng kiêm chủ nhiệm hội đồng thanh tra kỷ luật xã Vũ Thu Linh hai người tới trước mặt Lý Bí Thư báo cáo tình hình. Vũ Thu Linh có chút bất an vội báo cáo, Lý Bí Thư. Bởi vì trời mưa to gây ra sạt lở nghiêm trọng trên nhiều đoạn đường. Cũng có 5 chiếc ô tô liên tiếp xảy ra và sự cố va chạm nhau càng làm cản trở giao thông hơn. Chỉ sợ nhất thời không giải quyết triệt để được. Lý Trường Vũ nghe thấy không có thương vong về người mới yên lòng đôi chút. Thấp giọng nói, mau chóng giải tỏa những đoạn đường bị tai nạn cũng như sạt lở, bên cạnh đó cũng phải tạm thời ngừng lưu thông mọi phương tiện trên những đoạn đường đó. Vũ Thu Linh lại nói tiếp, đồn công an xã cũng đã ra quân trị an, bên cạnh đó cũng cùng với xã nhà mau chóng làm công tác cứu hộ phòng chống thiên tai. Đám người bên trong nghe thấy có tình huống phát sinh cũng lục đục kéo nhau ra xem. Hiển nhiên Vương Bác Hùng Thân là lãnh đạo cấp cao của xã, lại trước mặt Lý Bí Thư đang thị sát tình hình công tác, hắn sao có thể bình thản cho được, Liền vội vàng hỏi tình hình sự cố ra sao rồi tìm phương án giải quyết Khứ giác chính trị của Trương Dương hiện giờ cũng nhạy bén hơn trước rất nhiều Bởi vậy hắn có thể nhận ngay ra được đây là cơ hội tốt nhất để lập công trước bao nhiêu lãnh đạo như vậy Không chậm chế một giây nào, hắn liền chủ động đứng ra lên tiếng vương bí thư Hiện giờ trời mưa to như vậy, công trường cũng không thể hoạt động như bình thường được Không bằng ta cùng anh em công nhân lập thành những tiểu đội nhỏ, chia ra giúp đỡ giải trừ tình hình nguy cấp của xã nhà hiện giờ. Lý Trường Vũ hai mắt cũng sáng ngời, chăm chú nhìn lại tiểu tử Trương Dương này một chút. Nhìn Trương Dương lúc này, hắn đột nhiên lại nhớ tới hình ảnh của mình 20 năm trước, một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, hăng hái sung phong nhận nhiệm vụ. Nhưng mà so với hắn thì quả thực mình hồi đó còn kém hơn một chút, nhiệm vụ đầy nguy hiểm cùng phiêu lưu như vậy mà hắn cũng dám đứng ra nhận, nếu là mình thì chắc còn phải suy xét lại nhiều điều. Thực là tuổi trẻ nông nổi háo thắng mà. Vương Bác Hùng cũng trầm trọng gật đầu, rất tốt. Trương Dương, người cứ đi chuẩn bị trước đi. Vương Bác Hùng cũng biết, trước mặt vị lý bí thư này thì tốt hơn hết là cứ cấp cho Trương Dương này một chút ân tình, cũng chính là tự cấp cho mình ân tình của lý bí thư. Lý Trường Vũ cũng nhận ra được động thái này của Vương Bác Hùng, liếc mắt nhìn hắn một cái. Lý Trường Vũ bây giờ cũng nhận ra, con đường làm quan của Trương Dương coi bộ còn dễ dàng hơn mình hồi đó nhiều, chỉ ít trong cái huyện Xuân Dương này, chắc chắn chẳng có ai dám làm khó dễ tiểu tử này nửa điểm, bởi vì tất cả mọi người giờ đây cũng đều biết, đằng sau lưng Trương Dương là ai. Lý Trường Vũ bỗng nhiên nhớ tới lời đồn đại gần đây, người ta cho rằng tiểu tử Trương Dương này là con riêng của hắn, kể cả Cát Lệ Xuân cũng từng hỏi qua chuyện này. Lý Trường Vũ liền mỉm cười nhìn bóng dáng Trương Dương khuất dần trong màn mưa, trong lòng cũng thấy có chút muộn phiền. Thân là bí thư huyện ủy nhưng mà hai con trai hắn thực không có chút tiền đồ nào cả tính nết chúng nó giống y hệt bà vợ đanh đá chua ngoa chua hồng mai. Với cái tính nết như vậy thì thực không thích hợp ở cái trốn quan trường này, để chúng tốt nghiệp đại học xong thì sắp xếp một công việc thích hợp là tốt nhất, hắn thực cũng không muốn chúng đi vào con đường đầy gian khổ cùng hiểm nguy này một chút nào. Lý trường vũ quay sang vương bác hùng nói, đồng chí bác hùng, chúng ta cũng nên tới hiện trường quan sát một chút đi. Vương bác hùng thân là xã trưởng, đương nhiên hắn phải xuống tận nơi chỉ đạo công tác cứu hộ rồi nhưng không ngờ tới Lý Bí Thư lại đích thân chủ động muốn đi cùng, trong lòng cũng thấy xúc động, tay chân có phần luống cuống. Lưu Hải đào tiến lại che ô cho Lý Bí Thư dẫn tới xe. Vương Bác Hùng cũng vội vàng chui vào xe ngồi ở ghế sau cùng Lý Bí Thư. Vũ Thu Linh lúc tới đây cũng là ngồi cùng xe với Lưu Hải Đào, nhưng hiện tại hai vị lãnh đạo cao cấp đều ngồi trong xe, liền lập tức bỏ ngay cái ý định đi nhờ xe trong đầu đi. Dù sao hai lãnh đạo cao cấp kia cũng cần phải có không gian, Tốt hơn hết là không nên làm phiền họ. Lưu Hải Đào liền nổ máy cho xe chạy, tuy rằng hắn vẫn tự phụ vào tay lái của mình, nhưng trời đang mưa to như vậy, hơn nữa lãnh đạo lại ngồi đằng sau xe, hắn cũng không dám đi nhanh, chỉ từ từ mà đi như thường. Lý Trường Vũ lúc này mới mở lời trước, nói: "Đồng chí Bác hùng, xã Hắc Sơn từ ta dạo gần đây cũng xảy ra không ít chuyện nhỉ." Sau lưng Vương bí thư cũng phải toát ra mồ hôi lạnh, xem ra đến lúc tử thần hỏi tội rồi đây. Vương Bác Hùng vẻ mặt xấu hổ gượng cười trả lời, "Lý bí thư, cũng là bởi vì ta công tác còn thiếu cẩn thận, cũng là đang xem xét kiểm điểm lại, tránh cho sự tình phát sinh những tình huống xấu." Ánh mắt Lý Trường Vũ vẫn chăm chú nhìn cửa kính xe ô tô, ngoài trời mưa vẫn rất to, cảnh vật cũng mông lung khó tả. Tại cái huyện Xuân Dương nhỏ bé này, hắn cũng đã ở cái ngưỡng cực hạn rồi. Đúng vậy, hắn đã là người đứng đầu cái huyện Xuân Dương này rồi, chính vì vậy hắn mới cảm giác như thiếu một cái gì đó động lực phải đó chính là động lực hắn là một người thích sống trong sự tranh đấu chính cái áp lực của tranh đấu mưu mô mà tài năng của hắn mới được phát huy hoàn toàn chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy có động lực để vươn lên hắn cũng đã nhắm tới giang thành từ rất lâu rồi cái vũ đài cao nhất đó mới chính là sân khấu để hắn lại có thể được thể hiện tài năng của mình một lần nữa nơi mà có nhiều thứ đáng để hắn phấn đấu để hắn phải khát khao chinh phục Lý Bí thư đột nhiên trầm mặc khó hiểu càng làm tăng thêm áp lực cho Vương Bác Hùng hơn. Lý Trường Vũ lúc này mới nói, lần đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ở xã lần này, chủ nhiệm lưu xuống đây chủ yếu là để kiểm tra xem xét tình huống tuyển cử của các ngươi. Huyện ủy cũng đã sơ bộ xác định được hai người được đề cử làm phó trưởng xã lần này. Vương Bác Hùng hiển nhiên hiểu được, lần tuyển cử này chỉ là ngụy trang mà thôi. Huyện ủy chắc chắn là định cho hai gã nhảy dù xuống xã làm tay trong lý trường vũ nói về phần trưởng xã thì hắn lại dừng lại một chút vương bác hùng vốn vẫn tưởng quách đạt lượng được thăng làm trưởng xã là điều hiển nhiên không ngờ tới huyện ủy lần này lại có dự trù khác hắn cũng biết rằng mỗi một lần trầm mặt mỗi lúc lý bí thư ngắt quãng giữa chừng là đều có thâm ý sâu xa trong đó hắn cũng biết lý bí thư đột nhiên ngừng lại lần này chính là muốn thăm dò ý kiến của hắn hắn thở dài một hơn thấp giọng hỏi đồng chí đạt lượng năng lực cũng rất khá mấy chuyện rắc rối gần đây hắn xử lý cũng rất ổn thỏa. Hơn nữa danh tiếng của hắn tại xã nhà cũng không tệ. Lý Trường Vũ đột nhiên cắt đứt lời hắn, người thấy đồng chí Vũ Thu Linh thế nào? Vương Bác Hùng cũng phải giật mình, hắn biết, không tự nhiên mà Lý Bí Thư lại nhắc tới tên Vũ Thu Linh, xem ra tất cả mọi người đều bị qua mặt hết rồi, Quách Đạt Lượng cũng chỉ là một con rối trong tay lãnh đạo không hơn không kém. Chắc chắn huyện ủy đã dự chủ Vũ Thu Linh làm trưởng xã từ trước, Quách đạt lượng được tạm thời làm trưởng xã cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi, qua đợt tổng tuyển cử lần này thì sứ mệnh của hắn cũng sẽ chấm dứt. Vương Bác Hùng cũng thấy cảm thán trong lòng, không ngờ một bí thư đảng ủy xã như mình cũng chỉ là tiểu hài tử trong tay người khác, chẳng khác gì một quân cờ mặc người ta bày bố cả. Thực sự nhìn người không thể nhìn ngoài mặt được, phố Thu Linh thường ngày biểu hiện cũng cực kỳ cẩn thận kín kẽ, không tranh đấu với ai bao giờ, chỉ bàng quan xem náo nhiệt vậy mà không ngờ nàng ta lại là con cờ chủ chốt mà huyện ủy đã ẩn tàng từ lâu. Chỉ sợ đến lúc Quách Đạt Lượng nghe được tin tức này thì vẻ mặt hắn sẽ thống khổ như thế nào nhỉ? Mẹ nó chứ, đúng là tranh đấu chính trị mà, ám đấu mới là phương thức đấu tranh của chính trị, đều là con cờ trong tay người khác, Phương Bác Hùng cũng thấy đồng tình cho Quách Đạt Lượng. Lý Trường Vũ thấp giọng nói, đồng chí cắt dục tài nguyên cục trưởng cục thuế sắp về hưu, ta cũng định đề cử ngươi nối nghiệp hắn ta. Nỗi lòng phiền muộn của Vương Bác Hùng lúc nãy cũng bị một câu nói này của Lý Bí thư sút vang lên tận trời. Hắn chỉ hận không thể cười lớn thành tiếng được, nhưng niềm vui cùng sự khao khát mãnh liệt trong mắt hắn thì không thể nào che giấu được. Lý Trường Vũ nói xong cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhớ kỹ, phải giữ kín. Thực ra ấn tượng của hắn về Vương Bác Hùng cũng đều thông qua Trương Dương. Về tổng thể thì Vương Bác Hùng này là một người rất biết nghe lời, tuy rằng có dã tâm, lúc nào cũng cầu tiến nhưng cũng là một người đáng để dùng. Vương Bí Thư hắn chắc chắn trong năm nay sẽ tiến thêm một bước nữa, bởi vậy điều cấp thiết bây giờ là phải củng cố thêm tay chân của mình ở căn cứ địa Xuân Dương này. Mà cái ghế cục trưởng cục thuế này hắn cũng đã dự trù được khá nhiều người thay thế, thấy Vương Bác Hùng là người thích hợp nhất nên hôm nay hắn mới đặt vấn đề luôn như vậy. Vương Bác Hùng cũng biết ý, không dám quấy rầy Lý Bí Thư nghỉ ngơi. Lúc quay mặt đi thì hai mắt hắn đã đỏ sóng lên, nội tâm hắn vui sướng hơn bao giờ hết, cái ngày này rốt cuộc cũng đã tới cái ngày hắn được đổi đời thực sự đoạn đường sạt lở nghiêm trọng nhất là tuyến đường lối liền giữa huyện xuân dương với xã hắc sơn tử mà khu vực xảy ra tai nạn lại nằm ngay cạnh khu nhà nghỉ trên đường quốc lộ bởi vì trời mưa to đất đá từ trên đỉnh núi sạt lở xuống đường khiến năm chiếc ô tô đang lưu thông trên đường không phanh kịp nối đuôi đâm vào nhau cũng may không có thương vong về người nhưng tình trạng hỗn loạn cùng đám đất đá ngổn ngang trên đường lại càng khó giải quyết hơn Lý Trường Vũ cùng Vương Bác Hùng vừa tới xem xét hiện trường, thì Trương Dương cũng đã rất nhanh oai phong ngồi trên máy xúc kéo theo cảm đội quân cảm tử hơn 20 người. Đàn em của Kiều Tứ đều xuất thân từ nông dân nên thân thể người nào người nấy đều cường tráng vạm vỡ, cả đám 20 người so với năm tên công an cùng một gã đồn trưởng chu lượng thì hiển nhiên thanh thế lớn hơn rất nhiều. Trương Dương cũng chỉ huy anh em bắt tay vào giải quyết đống đất đá trên đường trước, còn năm cái xe tông vào nhau kia thì được kéo gọn qua một bên để giải tỏa mặt đường. Trong năm chiếc xe kia thì có một cái là xe khách từ huyện Xuân Dương về, vì xe gặp tai nạn nên mọi người đành phải nghỉ tạm trong khu nhà nghỉ gần đó. Lý Trường Vũ cùng Vương Bác Hùng liền tới làm công tác tư tưởng, trấn an tinh thần quần chúng. Tiểu tử Chu Xuyên bên tuyên truyền xã cũng nhanh nhẹn chụp lại cảnh tượng đầy xúc động của Lý Bí Thư dẫn đầu đoàn cứu hộ ở xã Hắc Sơn Tử, chắc chắn đây sẽ là tin tức nóng hổi nhất trong ngày ở huyện Xuân Dương. Vương Bí Thư, mà sắp tới được nhận cái chức cục trưởng cục thuế huyện Xuân Dương hùng hồn đứng lên bày tỏ ý nguyện muốn kêu gọi mọi người giúp đỡ những người gặp tai nạn hôm nay, hiển nhiên mục tiêu sẽ là ông chủ nhà trọ này chứ chẳng ai khác. Ông chủ nhà trọ cũng chẳng thèm bận tâm tới cái vị bí thư huyện ủy kia, nhưng Vương Bác Hùng lại là đại lão gia của xã Hắc Sơn Tử này bao năm nay, tất nhiên hắn cũng không dám làm mất lòng vị quan lớn như vậy. Hắn cũng là người biết thức thời, rất nhanh liền đem tất cả đống mì gói, chăn màn trong kho ra giúp đỡ những vị khách gặp tai nạn ngày hôm nay, ngay đến cả nhà bếp của hắn cũng bị vị vương bí thư này trưng dụng luôn một thể. Lý Trường Vũ bước tới vỗ vỗ vai ông chủ nhà trọ cười nói, tấm lòng trường nghĩa giúp đỡ người gặp hoạn nạn của đồng chí, sẽ được ban tuyên truyền tuyên dương cả chuyện huyện ủy. Ông chủ nhà trọ cũng ngượng ngùng, đó chỉ là, là giúp người lúc gặp hoạn nạn thôi mà. Cái biểu hiện làm trò trước mặt lãnh đạo này, Vương Bác Hùng liếc mắt cái là nhận ra ngay. Thân là bí thư xã, hắn cũng thấy xấu hổ thay, cười lạnh nói, lão tất, người có tinh thần trượng nghĩa như vậy, xã nhà cũng nên tặng ngươi lá cờ thi đua mới phải chứ nhỉ. Lão tất liền nốt khan một ngụm nước bọt, vương bí thư đã lên tiếng, hắn hiển nhiên cũng không dám mơ tưởng tới cái công trạng kia nữa. Tuyên dương, cờ thưởng sao, mẹ nó chứ, có thể ăn no bụng được như cơm không? mươi 33, trong mưa gió chút đau đớn này tính là gì? Mưa ở bên ngoài không có dấu hiệu nhỏ lại, Vương Bác Hùng tìm một cơ hội đưa Lý Bí thư về Hắc Sơn tử nghỉ ngơi trước, tình trạng như thế này không biết sẽ tiếp diễn đến khi nào. Lý Trường Vũ trầm mặc biểu thị sự đồng ý, dù sao đi nữa trước khi đường thông thì không có cách nào quay trở lại thị trấn. Trước khi đi đứng dưới tán ôn nhìn về chỗ đất lở ở phía xa xa, đã thấy Trương Dương cởi trần cùng với mấy nông dân công đang xoay chuyển một khối đá. Lý Trường Vũ không khỏi lộ ra một tia tiêu ý, hắn quay đầu lại nói với Vương Bác Hùng đang ở lại chỉ huy hiện trường nhất định phải chú ý đến an toàn của bọn họ. Vương Bác Hùng gật đầu, cung kính đưa Lý Trường Vũ lên xe. Bởi vì đất lở cho nên hầu như tắc nghẽn toàn bộ mặt đường, hơn nữa trong đó có rất nhiều đá giải quyết thực sự rất phiền phức, mưa càng ngày càng lớn, khi bầu trời trở nên đen kịt lại, lại xảy ra lở đất một lần nữa, tuy rằng không có ao bị thương, thế nhưng lại đổ lên con đường vừa mới dọn dẹp xong. Trương Dương cùng đội cảm tử giải nguy của hắn tạm thời trở lại cửa hàng nghỉ ngơi, công tác tạm thời giao cho Chu Lương Thuận và cảnh sát giải quyết. Trương Dương uống một ngụm nước nóng, Vương Bác Hùng cười đi tới bên cạnh hắn, Trương Quan Nhân không khỏi có chút buồn bực, xã đang có việc mà thằng ôn này lại cười tươi như hoa vậy. Không phải là đầu óc không chịu nổi khích thích đấy chứ. Hắn đâu biết Vương Bác Hùng đang nghĩ đến vị trí cục trưởng cục thuế vụ sau này, trong lòng đang rất vui vẻ. Vương Bác Hùng vỗ bờ vài ướt súng của Trương Dương nói, tiểu Trương à, khổ cực rồi sau đó lại đi tới nói với mười mấy dân công có mặt ở đây mọi người cực khổ rồi kiều tứ cười lớn nói không cực khổ bằng vương bí thư đi tiếp lãnh đạo sau đó cả một đám người đều cười rộ lên vương bác hung tâm tình hiện giờ rất tốt tự nhiên sẽ không chấp nhận với hắn cười nói cái này gọi là làm hết trách nhiệm mọi người hăng hái chiến đấu tại tuyến đầu tôi phụ trách làm công tác hậu cần có gì cần chỉ cần nói ra bên này đang nói chuyện phó xã trưởng Vu Thu Linh ngồi trên một chiếc xe thùng chạy tới, bởi vì đã biết được Vu Thu Linh sẽ trở thành xã trưởng, Vương Bác Hùng không ngờ lại phải đánh giá lại năng lực của nữ nhân này một lần nữa. Xem ra lần này nàng đột nhiên leo lên chắc chắn là có quan hệ với chồng nàng là từ triệu bân cục trưởng cục công thương. Vương Bác Hùng nghĩ rằng mình sẽ không còn ở Hắc Sơn Tử được mấy ngày nữa, đương nhiên không có ý niệm đấu tranh với Vu Thu Linh, cười tươi trải hỏi Vu Thu Linh. Vu Thu Linh mặt đỏ bừng lên, có vài phần mị sắc, nàng lớn tiếng nói các đồng chí mọi người cực khổ rồi chúng tôi mang mấy món ngon từ trong xã tới đây nhắc đến ăn đám dân công tới giúp hoan hô ẩm ý kiều tứ lớn tiếng nói vu phó xã trưởng xã trưởng có rượu không có rượu mạnh của xuân dương chúng ta hai lời còn chưa dứt đã bị tiếng hoa hô cắt ngang đã có mấy cán bộ xã đưa thức ăn và rượu từ trong xe đưa vào trong quán vu thu linh không quên nhắc nhở uống rượu cho ấm thân thể cũng không được uống nhiều, uống say rồi không đẩy được đá đâu. Mọi người đồng thời nở nụ cười. Nhìn cả đám người cởi trần cắt thịt miếng lớn uống rượu hớp to, trong lòng vương bác hùng cũng không khỏi bốc lên một cố tình cảm ấm áp, làm quan mặc kệ là tạo phúc cho một phương. Vương bác hùng cũng từng là một người thanh niên nhiệt huyết dâng trào, thế nhưng ở trong quan trường nhiều âm, nhiệt huyết của hắn trước đó bất chi bất giác nguội lạnh, mọi mặt của hắn đều bị năm tháng mải rúa. Nhớ đến những gì mình đã trải qua khi làm quan ở Hắc Sơn Tử, Vương Bác Hùng cảm thấy mình chưa làm được cái gì cả. Hắn bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, nâng chén rượu lên, đến đây. Tôi mời mọi người một chén. Trương Dương phản ứng đầu tiên, uống hết một bát rượu, Trương Dương lau miệng, lớn tiếng nói, các anh em, nói xa một chút chúng ta không thể phụ lại sự kỳ vọng của quốc gia và nhân dân, nói gần, chúng ta không thể phụ lại bữa rượu thịt này của xã, mọi người đều biết. Tài chính của chính quyền xã gặp phải khó khăn, bỏ ra một ít tiền khao chúng ta cũng không dễ dàng gì. Mọi người đồng thanh cười ha hả, Vương Bác hùng cười nói, cậu đang chê cười chính quyền xã đấy. Hắn cố sức nói, chỉ cần đêm nay có thể dọn xong được, tôi làm chủ, xã sẽ cho mỗi người ở đây 50 đồng làm tiền thưởng. Tiếng hoan hô như sấm, phải biết rằng vào những năm đầu 90 thì 50 đồng không phải là số tiền nhỏ, nhưng chút tiền ấy sẽ không lọt vào trong mắt Trương Quan nhân. Vu Thu Linh suy nghĩ hoàn toàn chu đáo, còn mang từ xã cho bọn họ một ít áo ba lỗ màu đỏ. Đây là quần áo còn lại sau lần đại hội thể dục thể thao của cán bộ xã còn lại, đương nhiên đây không phải xuất phát từ mục đích làm đẹp, áo màu đỏ tương đối bắt mắt, phu phó xã trưởng làm lo lắng đến mặt an toàn, hơn nữa có chuyện gì xảy ra trên người đám hán tử biu hãn này cũng không phải là chuyện hay. Trương Dương mặc áo vào, lớn tiếng nói: "Các anh em, vì dân chúng Hắc Sơn tử, chúng ta làm thôi." Kiều Tứ hô một tiếng, sử dụng hết sức lực từ lúc bú sữa ra đi, chỉ cần sao 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 thông được tôi thường cho mỗi người các cậu 20 đồng tiền thưởng. Được, Vương Bác Hùng cũng bị biểu hiện tục tầng của đám hán tử và sao 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 lây nhiễm, hắn kích động theo sát đi ra phía bên ngoài, gia nhập đội giải nguy trong mưa gió, có thể là vì quá kích động, vừa mới đi ra được hai bước đã dẫm phải một hố nước, cổ chân cảm thấy đau nhức, tự nhiên rụt chân vềm trương dương cười khổ nhìn Vương Bí Thư, sao 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 xuất sư đã bị ghè chết rồi. Xem ra chiến tích cũng không cứ phải là người có kinh nghiệm mới kiếm ra được, Kiều Tứ mạnh mẽ vang dội nói với Vương Bác Hùng, "Vương bí thư, ngài trở lại nghỉ ngơi đi. Tất cả mọi chuyện đã có chúng tôi giải quyết rồi." Vương Bác Hùng đau khổ gật đầu, trong lòng lại mắng Kiều Tứ là đồ ngu, các đều là đàn ông hùng hồn như như vậy, để cho ông làm đàn bà sao? Đội cảm tử giải nguy của Trương Dương vừa mới tới, Chu Lương Thuận và bộ hạ của hắn lập tức lùi lại, bọn họ tuy rằng là cảnh sát, thế nhưng thua xa đám thủ hạ của Kiều Tứ là dân công, đã thấy trong mưa gió 21 hán tử cao to khôi ngô ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi, chiếc áo màu đỏ trên người đã bị mưa gió làm cho ướt đẫm, bao vây lấy họ là sự kiện mỹ và lực lượng tràn đầy, đây chính là một cảnh làm động nhân tâm. Trương Dương hét lên một tiếng, rô, mọi người đồng thanh ứng tiếng, giờ phút này trong máu sao 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 của bọn họ, thanh âm hùng hồn trong gió núi vẫn quanh quẩn thật lâu. Đến 8 giờ buổi tối, cuối cùng thì bọn bỏ bọ đã dọn làm sạch một đoạn đường rộng mét theo tiến độ hiện này sợ rằng phải chiến đấu thêm 2-3 giờ nữa mưa oi có thể thông suốt được đoạn đường. Lúc bắt đầu người của đồn công an còn có thể theo chân họn họ, sau đó đám cảnh sát tới giúp đỡ đều chịu không nổi, thẳng thắn chui vào trong xe lười nhác, đội giải nguy của Trương Dương liền chia làm hai tổ. Có một thông đạo rộng chừng 1 mét, những hành khách nghỉ lại trong quán bắt đầu rời đi, thông qua điện thoại liên hệ, huyện Xuân Dương đã phái một chiếc xe từ một con đường khác đến đón khách xung quanh dần dần trở nên vắng vẻ, nhưng mưa vẫn còn không dừng lại, đến 9 giờ lại có một chiếc xe từ đài truyền hình Xuân Dương đến phỏng vấn, bởi vì đoạn đường bị chắn bởi đất lở nên ô tô không thể đi vào, nhân viên đài truyền hình phải tự mình mang thiết bị công tác đến hiện trường. Phụ trách phỏng vấn lần này tự nhiên là MC Hải Lan, nàng khoác một chiếc áo mưa màu đỏ, nhìn đám hán tử đang giải nguy dưới ánh đén, trong lòng Hải Lan không khỏi cảm khái. Trên thế giới này dù sao vẫn còn có những người nguyện ý hiến giang, rất nhanh sau đó nàng cũng đã phát hiện ra thân ảnh mạnh mẽ của Trương Dương. Lúc này Trương Dương đang cùng bảy tám hán tử cùng nhau đẩy một hòn đá, đang lớn tiếng hô khẩu hiệu 1, 2, 3. Lực lượng của cơ thể theo những đường viền của cơ bắp không ngừng phập phồng, tảng đá đang chắn ở trên được cuối cùng cũng chuyển động. Hải Lan nhìn thấy thân ảnh của Trương Dương, trong đôi mắt đẹp toát lên sự ấm áp, thực ra đêm nay nhiệm vụ phỏng vấn này vốn không thuốc về nàng, thế nhưng ai cũng đều biết đây là một công việc khổ sai, Hải Lan lại chủ động đưa ra đề nghị, bởi vì nàng nghe nói sự kiện này xảy ra ở xã Hắc Sơn Tử, nhất thời liền nghĩ đến Trương Dương, sau lần trước chia tay với Trương Dương ở Xuân Dương, người này quả nhiên nghe theo lời dặn của mình, không có gọi điện thoại tới, cũng không chủ động tới cửa tìm, càng quá phận hơn là thằng nhãi này ngay cả một tin nhắn cũng không gửi. Thấy Trương Dương nàng lại cảm thấy ấm áp không tả được, khiến Hải Lan ý thức được, thực ra mình rất lo lắng cho Trương Dương. Có thể bắt đầu chưa? quay phim lớn tiếng hỏi. Hải Lan gật đầu, bỏ mũ áo mưa xuống, thoáng sửa sang lại kiểu tóc, ở trong mưa gió đối diện với ống kính, các bạn khán giả thân mến, hiện tại tôi đang đứng ở đoạn đường quốc lộ 204 của núi Thanh Thai xã Hắc Sơn Tử. Nói là phát sóng trực tiếp, nhưng vì điều kiện hạn chế, đoạn tin tức này phải phát vào ngày mai. Hàn Lan nói xong lời mở đầu, đi tới hiện trường giải nguy, tiếp theo nàng muốn đi đến hiện trường để phỏng vấn dưới sự nỗ lực của các hán tử mà tảng đá ở nơi đó đã được rời đi, từ từ lăn xuống vách núi, Trương Dương và Kiều Tứ hưng phấn đồng thời nhảy lên, tay tay vỗ vào nhau, đúng lúc này hắn mới thấy được Hải Lan đang đi về phía bên này. Nàng mặc một chiếc áo mưa màu đỏ, mái tóc ngắn màu đen hoàn toàn bị mưa làm ướt, dọc theo tóc nàng chảy xuôi xuống, đôi mi thanh tú chấp chấp, khiến cho đôi mắt đẹp nhộn nhạo ôn nhu và quyến rũ, đôi môi cong lên mang theo thiếu ý rụt rè. Giống như một bông hòa hồng kiều diễm nở rộ trong đêm mưa, Nhất thời khiến cả đám hán tử ở đây đều choáng váng. Mỹ nhân có khí chất và phong tình ở một trình độ nhất định luôn luôn được đề cao, Hải Lan không thể nghi ngờ là một người cực kỳ phong tình. Trương Dương nghe thấy rõ ràng có mấy tiếng nuốt nước bọt, cảm thán khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân có lực sát thương cực kỳ mạnh. Hàn Lang vốn đang định đưa ra câu hỏi, thế nhưng bỗng thấy dáng vẻ tươi cười của Trương Dương biến mất, trong ánh mắt toát lên sự thân thiết và khẩn trương, đột nhiên hắn giống như một con báo đang chạy trốn triển khai cánh tay đẩy về phía Hải Lan. Hải Lan bàng hoàng, trong lòng nói thằng ôn này có bệnh à, hiện tại làm trò trước máy quay, ở trước mặt 10 vạn dân chúng Xuân Dương, người thế nào vẫn không học được cái gọi là im hơi làng tiếp. Kiều Tứ và đáng hán tử trong lòng cũng bội phục tiểu trương chủ nhiệm, mẹ kiếp, tiểu trương chủ nhiệm người ta lúc mới gọi là đàn ông tinh khiết, thấy nữ nhân xinh đẹp là hắn lập tức lao qua, thực sự là rất đàn ông. Thực sự là một hán tử nhưng bọn họ lập tức nhìn thấy rõ một hòn đá to bằng nắm tay đang từ trên vách đã lăn xuống, tuy rằng hòn đá không lớn, thế nhưng từ trên cao lăn xuống, nện vào người hậu quả cũng biết là không chịu nổi. Trương Dương dùng thân thể bảo vệ lấy Hải Lan, xoay tròn ở một chỗ, chiếc áo mưa màu đỏ của Hải Lan trong không trung không một tiếng động bung ra, hòn đá đập trúng vào lưng Trương Dương, phát ra một tiếng bốp. Trầm muộn vang lên, thực ra với thân thủ của Trương Quan Nhân, hắn hoàn toàn có thể né tránh tảng đá kia, Thế nhưng trong khoảng thời gian hắn dũng cảm lao ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ trong nháy mắt đầu liền hiện ra một chủ ý, nếu như đã làm anh hùng, phải làm cho hình tượng của mình càng thêm hoàn mỹ, tốt nhất là cảm động được Hải Lan, từ nay về sau chỉ nghĩ đến mình mà thôi. Thằng nhãi này ít nhiều cũng sử dụng trò cũ, thực ra khổ nhục kế lần trước hắn sử dụng với Tả Hiểu Tình không đạt được hiệu quả tốt lắm. Thế nhưng hắn vẫn làm không biết mệt mỏi. Ôm lấy thân thể mềm mại của Hải Lan vào trong lòng, Trương Dương ngửi được mùi hương cơ thể nhàn nhạt trên người Hải Lan. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trong một quyển sách nào đó đã từng nói chỉ có những khác phái thích hợp để sao sao mới có thể ngửi được mùi thơm trên cơ thể của đối phương. Người khác phái như vậy đã đạt tới trình độ âm dương hòa hợp. Nhớ đến lần biên cuồng truyền nguyên trước đây với Hải Lan, Trương Dương càng xác định nói như vậy là rất chính xác. Sau đó Trương Quan Nhân phải giả vờ giả vịt ngã xuống, chỉ tiếc là ôm thân thể Hải Lan ở trong lòng, lực đập của tảng đá làm thân thể bọn họ ma sát với nhau trong thời khắc mấu chốt này trương quan nhân cũng không tự chủ phát ra phản ứng bản năng. Hải Lan đang chìm sao sao trong sự ngọt ngào đột nhiên cảm thấy được cái gì đó cứng ên, sau đó Cree thấy Trương Dương mềm nhũn ngã xuống mặt đất, tuy rằng biết rõ là thằng nhóc này đang diễn trò, nhưng nhìn thấy hắn vẫn không nhúc nhích nằm trong lòng mình thì có chút khẩn trương, mặc kệ mặt đất lầy lội, quỳ dạp xuống trước mặt Trương Dương gọi, Trương Dương, Trương Dương, Kiều Tứ và đội giải nguy cũng lao xuống. Trương Dương vẫn tiếp tục phần biểu diễn của hắn, ngay cả ở trước mặt người chuyên nghiệp như Hải Lan, tiếng thở khẽ của hắn cũng không có, nhất là phần đúng quần vẫn lộ lên một khối cứng rắn không hòa toàn rụt xuống, chiếc quần xuống nước từ lâu, càng có thêm vẻ dữ tợn, cũng may chi tiết này chỉ có nữ MC xinh đẹp Hải Lan chú ý đến. Kiều từ kinh ngạc kêu to, phiền phức rồi, xem ra phải hô hấp nhân tạo. Hơn 10 ánh mắt đồng thời nhìn về phía Hải Lan, Hải Lan bị đám hán tử này nhìn có chút sợ hãi, dù thế nào đi nữa cũng không thể để mình hô hấp nhân tạo cho tiểu trương chủ nhiệm trước mặt biết bao người được. Tay của nàng nhẹ nhàng ôm lấy đầu vai Trương Dương, thừa dịp mọi người xung quanh không chú ý, tay trái hung hăng bẹo một cái trên tay Trương Dương. Trương Dương phiền muộn hừ một tiếng, đã hiểu được mà biểu diễn của mình đã bị Hải Lan phát hiện, chỉ có thể chuyển biến tốt hơn, nếu như người ở trong mộng mới tỉnh lại sẽ chấp chấp đôi mắt. Thằng nhãi này mở miệng câu đầu tiên cũng là, tình hình nguy hiểm được bài trừ chưa? Các anh em, chúng ta tiếp tục làm, nhất định phải thông đường trước sáng mai. Audio điện tử võ tấn bền. Hải Lan nhìn thằng nhãi này biểu diễn mà có chút dở khóc dở cười, người nào đây, vào lúc tình thế như vậy mà còn biểu diễn thủ pháp khoa trương, kẻ ngu si cũng đều nhìn ra đây là trò lừa bịp. Chương 34, không được khinh nhờn nữ nhân của ta. Vẫn như lần trước, lần này từ sáng sớm tinh mơ Trương Dương cũng bị Hải Lan đuổi ra khỏi nhà. Trương đại quan nhân tinh thần hưng phấn mặc vào chiếc áo khoác giả da cá sấu, mà lần trước Hải Lan lên Giang Thành chơi mua cái túi sách hàng hiệu bằng da cá sấu, tiện thể mua luôn cho hắn. Mới sáng sớm mà đã thấy một tiểu tử từ trong tiểu khu đi ra, bảo vệ liền chặn hỏi, nói hắn giống như kẻ trộm, đòi tra xét. Sau một hồi bị tra xét, Trương Dương cuối cùng cũng được thả đi. Vừa mới bước chân ra khỏi tiểu khu đã thấy điện thoại kêu, giở điện thoại ra coi tin nhắn, hắn không khỏi giật mình, tiểu tử, người chết chắc rồi. Trương đại quan nhân có chút chuột dạ, theo thói quen nhìn về phía sau một chút, không thấy ai đằng sau liền nhìn ngó xung quanh có người không. Trời vẫn còn sớm, trên đường ngoài mình hắn ra thì chẳng còn ma nào nữa, thế thì ai vừa nhắn tin vậy. Trương Dương liền chui vào một bốt điện thoại công cộng gần đó, gọi điện cho Hải Lan hỏi nàng ta có phải vừa rồi nàng có hay không nhắn tin cho mình. Hải Lan nói không phải là nàng, Trương Dương liền nhớ ngay ra tả hiểu tình, không nhẽ là nàng ta sao hắn lại tiếp tục gọi một cuộc nữa cho tả hiểu tình, vừa biết là Trương Dương gọi tới, tả hiểu tình mừng rỡ hô to, Trương Dương, người tới Xuân Dương rồi à. Trương Dương từ nữ điệu của tả hiểu tình liền biết chắc chắn cái tin nhắn kia không phải là của nàng gửi tới. Lúc này hắn mới yên tâm, cười đùa nói là hắn lên huyện Xuân Dương xử lý vài vụ việc cho xã nhà, sáng nay cũng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ. Tả hiểu tình liền nói, anh họ ta mới từ Giang Thành trở về, buổi trưa còn phải cùng nhau ăn cơm nếu buổi tối ngươi không bận gì ta mời ngươi tới vị cư quán thế nào trương dương cũng cảm thấy bực mình thay cho cô nàng tả hiểu tình này thế nào ông anh họ kia lại về đúng lúc như vậy chứ hắn liền trêu đùa nhắc nhở tả hiểu tình nói ta cũng thật lòng nhắc nhở ngươi đó hiện giờ luật hôn nhân quy định họ hàng gần nhau không được lấy nhau ngươi nói cho cái ông anh họ kia của ngươi nên từ bỏ cái niệm tưởng đó trong đầu đi tả hiểu tình cũng cười mắng lại ngươi đi chết đi lúc nào cũng nói bậy được à hôm nay chúng ta cũng kết thúc cuộc thi sát hạch rồi trương dương cũng chưa biết tối nay có bận gì không nữa chỉ giao hẹn với nàng ta nếu tối nay hắn không đi được sẽ gọi điện báo lại sau bỏ điện thoại xuống hắn lại tiếp tục gọi một cuộc nữa cho cô em gái triệu tính đầu dây bên kia vừa có người bắt máy triệu tính gọi to một tiếng tiểu ca sau đó đột nhiên lại khóc ầm lên trương dương cũng bị dọa tới luống cuống tay chân cũng là từ cái vụ việc của thằng nhãi con Dương Trí Thành kia, mà Trương Dương đặc biệt lo lắng tới cô em gái này, không phải lại xảy ra chuyện gì đó chứ. Trương Dương cũng không kiềm chế được mà giọng nói cũng run run, đây cũng không phải là hắn nhát gan, mà là khi người thân của mình gặp chuyện, ai càng quan tâm người đó sẽ càng dễ bị loạn hơn. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân cũng quyết tâm, chỉ cần thằng nhãi con Dương chí Thành này dám khi dễ chịu tính một lần nữa, thì hắn cũng mặc kệ cái chức chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình kia, cũng phải phế đi tứ chi thẳng nhãi con này. Triệu Tĩnh cuối cùng cũng ổn định lại tâm tình nói, "Tiểu ca, vừa rồi ta đi xem điểm thi, cả năm môn mới có 123 điểm, xem ra không được vào đại học rồi." Trương Dương thở dài một hơi, hắn còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, hóa ra là điểm thi không được như ý nên mới khóc toáng lên như vậy. Từ trước tới giờ cô bé này vẫn mong ngóng được vào đại học. Dù sao cả gia đình họ Triệu này cũng chỉ có mình nàng ta là có khả năng được vào đại học nhất mà thôi. Mà kỳ vọng nhiều thì áp lực lại càng lớn, lần này không đỗ được đại học, chỉ sợ nàng sẽ bị trách móc khá nhiều đây. Trương Dương hỏi lại Triệu Tĩnh đang ở đâu rồi lập tức chạy tới đó. Gần tới cửa hàng nằm bên cạnh trường học đã thấy cô em gái Triệu Tĩnh đeo ba lô đứng đó, hai mắt cũng sưng mọng lên do khóc nhiều quá, thoạt nhìn thực sự là làm người khác phải thương tâm. Trương Dương cười to đi tới. Sờ cái bàn tay to bè của hắn xoa xoa đầu Triệu Tĩnh, "Tiểu nha đầu này, đã vào đoàn thanh niên rồi mà vẫn còn khóc nhè như vậy sao?" Bị anh trai trêu, mặt Triệu Tĩnh lại càng miếu máu hơn. Trương Dương nhìn đồng hồ một chút, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, an ủi Triệu Tĩnh mấy câu rồi kêu nàng ta mau vào học kẻo muộn. Nhưng mà bởi vì thấy không vui nên Triệu Tĩnh giả bệnh xin nghỉ phép một hôm. Trương Dương cũng phải lắc đầu thở dài, xem ra cô nàng bé nhỏ này vẫn còn tiếc nuối đại học lắm. Triệu Tĩnh xin nghỉ một ngày, Trương Dương cũng tiện thể rủ nàng ta vào quán gần đó ăn sáng luôn. Có lẽ Trương đại quan nhân cả đêm qua canh tác hăng say quá làm thể lực hao tổn không ít nên giờ thấy bụng đói cồn cào, bởi thế giờ hắn ngấu nghiến thức ăn kinh người. Triệu Tĩnh vẫn còn thấy buồn vì mớ điểm thi kia, cũng chẳng buồn ăn gì nữa, chỉ kêu một bát sữa đậu này uống cho đỡ đói. Ta, ta cũng chẳng thiết học nữa, không bằng ca dẫn ta tới xã Hắc Sơn tử, để ta làm thư ký cũng được." hai mắt triệu tính lại đỏ sọng lên hỏi Trương Dương. Trương Dương nở nụ cười, nhà đầu mốc này, hiện giờ ở đâu cũng cần phải có bằng cấp, không có bằng thì nửa bước cũng khó đi. Triệu tính cắn môi, nhưng mà điểm thi ta như vậy, sợ rằng không có vào đại học được. Trương Dương cũng có chút kỳ quái, cô em gái này thành tích bình thường cũng rất khá, thế nào mà đến lúc thi thành tích lại tụt lùi nhiều đến như vậy được nhỉ? Chẳng nhẽ gần đây lại gặp chuyện gì ảnh hưởng tới học tập. Nhưng mà trương đại quan nhân vấn đề học hành này cũng không có chuyên sâu, nhất thời không biết nên nói gì cả, đành phải mượn cớ ra ngoài trả lời điện thoại, đi gọi điện cho Hải Lan nhờ và nàng ta chút ít. Hải Lan còn tưởng hắn có chuyện gì, nghe hắn diễn thuyết một hồi mới biết là em gái hắn thi cử không được tốt nên muốn nhờ giúp. Trương Dương nói, người là phát thanh viên chắc hẳn kiến thức phải sâu rộng, nói ta nghe chuyện này làm sao bây giờ. Ta thấy triệu tính tâm tình cũng không được ổn định cho lắm, không bằng ngươi cho nhỏ đó ở nhờ hai ba hôm, có gì nhờ ngươi giải khai khúc mắc trong lòng nhỏ. Được không? Hải Lan liền hiểu thằng nhãi này đang đùn đẩy trách nhiệm cho mình, hờ hững đáp trả, loại chuyện này mà ngươi cũng tìm ta sao? Ta cũng không phải chị nàng ta, quên đi. Trương Dương liền mặt dạn mày dày nói, hai ta tuy rằng chưa có danh phận. Thế nhưng cũng đã trải qua chuyện đó rồi, còn chưa chịu nhận là chị nàng ta nữa sao? Hải Lan nghe được những lời này, hai tai cũng nóng đỏ lên. Nhỏ giọng mắng hắn vô sỉ, nhưng cũng cẩn thận nghĩ lại một chút, tâm tình nàng ta bị đả kích như vậy thì cũng hơi khó xử lý một chút, trong thời gian ngắn cũng không thể nguôi ngoai được. Nhưng mà vẫn còn một biện pháp, trường trung học huyện hàng năm cũng có vài người được đề cử chuyển thẳng lên đại học. Người có thể làm nàng ta có tên trong số đó, chẳng phải là giải quyết được vấn đề rồi sao? Trương Dương nghe thấy vậy cũng kinh hỉ vạn phần, cho dù có thi trượt thì vẫn có thể được chuyển thẳng cơ mà. Hắn để điện thoại xuống, nhanh chóng trở lại quán ăn, hưng phấn thuật lại một hồi chú ý của Hải Lan cho triệu tĩnh nghe tiểu tĩnh à. Người đừng buồn nữa, ca nhất định sẽ có biện pháp giúp người được chuyển thẳng lên đại học. Triệu tĩnh cũng giật mình nhìn Trương Dương, nàng cũng biết để được chuyển thẳng lên đại học thì khó như thế nào, với cái gia cảnh tầm thường của nàng mà cũng đòi nghĩ tới được chuyển thẳng sao. Triệu tĩnh lắc đầu nói ca, ca cũng đừng cố an ủi ta làm gì nữa. Ta cũng nghĩ thông rồi, thì không có được thì về nhà máy cơ khí nông nghiệp của ba làm công nhân cũng được. Trương Dương cũng biết cô em gái bé nhỏ này vẫn chưa biết rõ thực lực chân chính của mình, cười tùm tìm nói, người cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp được người chuyện này. Triệu Tính tuy rằng vẫn không tin tiểu ca làm được, nhưng những lời này thực sự cũng làm nàng vui hơn được vài phần, cũng nghe lời Trương Dương, không giả bệnh nữa, đeo cặp sách lên vào trường học tiếp. Bởi vì còn phải xử lý nốt chuyện tình của Triệu Tính, trương dương cũng quyết định hôm nay không về xã hắc sơn tử nữa gọi điện báo cho vương bác hùng xin nghỉ một hôm trương dương hiện giờ là đại ân nhân của vương bác hùng đừng nói là trương dương xin nghỉ một ngày mà muốn chơi dài cả tháng hắn cũng đều đồng ý hai tay hắn cũng hùng hồn dặn trương dương cứ xử lý công việc cho thật tốt mất bao nhiêu lâu cũng được đừng lo còn về phần xã nhà thì hắn chỉ việc làm một chút thủ tục nhỏ thông báo là trương dương đang đi công tác trên huyện là xong Vương Bí Thư tùy thân tại xã Hắc Sơn Tử, thế nhưng tâm đã đặt ở cái ghế cục trưởng cục thuế huyện Xuân Dương từ lâu rồi, hiển nhiên hắn cũng chẳng tội gì phải làm mất lòng Trương Dương cả, tiện thể kiếm chút ân tình của thằng nhãi này vẫn hơn. Lý Trường Vũ Trương ngày thứ hai cũng định trở về huyện Xuân Dương, lúc hắn đi ngang qua đoạn đường bị sạt lở cũng kêu Lưu Hải Đào dừng lại xem xét một chút. Nhìn làn đường đã được khơi thông hoàn toàn, hắn cũng không nhịn được nở nụ cười. Thực tình trước đây hắn cũng không thích thằng nhãi Trương Dương này lắm, nhưng quả thực năng lực làm việc của hắn thì không thể phủ nhận được nhớ tới tối hôm qua cũng chính là hắn dẫn đầu đội quân cảm tử cứu hộ thiên tai nội tâm lý trường vũ cũng muốn phải kích động theo hắn bất kể là quan chức như thế nào cho dù mục tiêu chỉ là vơ vét chiến công cho bản thân nhưng lại là vì nước vì dân giúp đỡ dân chúng lúc khó khăn thì cũng đáng được tôn trọng hắn thấp giọng nói nghe nói tối qua tiểu trương bị thương phải không lưu hải đào cười nói ta nghe bên đội cứu hộ nói lại là vì nghĩ cách cứu nữ phát thanh viên Hải Lan mà bị thương. Tối qua cũng đã chuyển hắn lên bệnh viện nhân dân huyện kiểm tra lại một lượt, hẳn là không có vấn đề gì nữa. Lý Trường Vũ gật đầu, cứ gọi lại hỏi thăm tình hình hắn một chút đi. Lưu Hải Đào cũng vui vẻ đáp ứng. Bởi vì cũng dự định ở lại huyện Xuân Dương này một hôm, Trương Dương liền tới trường dạy nghề một chút. Đỗ Phú Phong lần trước cũng đã hoàn thành thủ tục báo danh giúp hắn, mà người ta cũng đáp ứng Trương Dương không cần học lý thuyết, chỉ cần đến ngày thi có mặt là được. Nhưng Trương Đại Quan Nhân hắn lại chẳng thích mắc nợ người khác, nên hôm nay tới gặp lão thầy hiệu trưởng trường dạy nghề một chuyến. Hiệu trưởng trường dạy nghề cùng Đỗ Vũ Phong là bạn cùng học kiêm lão chiến hữu lâu năm, tình cảm cũng khá thân thiết. Thấy Trương chủ nhiệm khách khí như vậy, hắn liền nghiêm mặt lại nói, ta cùng Vũ Phong còn thân thiết hơn cả anh em ruột, tiểu Trương chủ nhiệm làm như vậy, căn bản là khinh thường ta rồi đó. Trương Dương thấy hắn vẫn nói cứng như vậy, cũng đành thôi thấy cũng sắp đến giờ cơm trưa, liền mời Triệu Tân Vĩ hắn cùng đi ăn cơm, coi như là cảm ơn. Triệu Tân Vĩ cũng không có từ chối, nhưng mà hắn lại đưa ra một điều kiện mới chịu đi. Bữa cơm lần này là hắn mời. Một người thẳng thắn hào sảng như Triệu Tân Vĩ này, Trương Dương cũng thấy có chút hảo cảm, liền vui vẻ nhận lời. Hai người cũng chẳng đi đâu xa cả, tiện thể xuống căn tin trường ăn luôn cho tiện. Căn tin trường hiển nhiên là toàn thầy giáo huấn luyện cùng học sinh ăn cơm, thấy hiệu trưởng tới, cả đám cuốn quyết đứng dậy chào hỏi, triệu tân vĩ cũng chỉ gật đầu cười cười như đáp lời, cũng chẳng bắt chuyện với ai cả. thấy triệu tân vĩ được mọi người ở đây tung hô như vậy, trương dương bỗng nhiên nhận ra được một điều: kỳ thực làm quan cũng không cần phải là chức to, mà cái quan trọng nhất là phải biết biến quyền lực trong tay mình thành tuyệt đối. hay như lý bí thư cùng vương bí thư trong phạm vi bọn họ quản lý, thì bọn họ là vương giả, không một ai dám chống lại bọn họ cả. Nghĩ thông suốt đạo lý này rồi, Trương Dương cũng ngấm lại đến bản thân mình. Hiện tại địa vị của hắn ở xã Hắc Sơn Tử này cũng là dựa vào quan hệ mà có được, bởi vậy mà hắn cũng không nắm được quyền lực tuyệt đối về ban kế hoạch hóa gia đình kia. Triệu Tân Vĩ thực sự là một gã đàn ông Sơn Đông Điển Hình, tinh tinh hào sảng, không ngần ngại kêu hẳn một chai kiếm nam xuân uống cùng Trương Dương. Thông qua Đỗ Vũ Phong, Trương Dương cũng biết Triệu Tân Vĩ là một người cương trực, hơn nữa trương đại quan nhân hắn từ trước tới nay đều lấy rượu phẩm luận nhân phẩm người khác, bởi vậy cũng thấy thích thú triệu tân vĩ này, liền sảng khoái uống sạch chai kiếm nam xuân với hắn. Triệu tân vĩ cười nói, từng nghe qua đỗ vũ phong nói người tử lượng cực cao. Ngày hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Dương cười nói, ta cũng được đỗ ca nói hiệu trưởng là một người hào sảng chính trực, ngày hôm nay được gặp, quả nhiên cũng là danh bất hư truyền triệu tân vĩ sảng khoái cười lớn ngươi là anh em với vũ phong cũng tức là anh em tốt của ta tính ta nói thẳng nói thật có gì không phải ngươi cũng đừng để bụng đó ta sao dám có ý đó không bằng sau này cứ gọi ngươi là triệu ca đi trương dương liền kính hắn một chén nữa chưa kịp uống lại thấy điện thoại kêu liên hồi hóa ra là lưu hải đào nhắn tin tới vốn định ra ngoài gọi điện trả lời triệu tân vĩ liền gọi với lại đưa qua cho hắn cái di động cần gì phải đi đâu cứ lấy di động của ta dùng đi. Trương Dương cũng có thút hâm mộ nhận cái di động từ tay hắn. Trương Dương cũng biết với số tiền lương ít ỏi của hắn chắc chắn cũng không đủ mua nửa cái di động này, chẳng cần nghĩ cũng biết đây là đồ do ăn hối lộ mà có được. Một khi con người nắm được quyền lực tuyệt đối trong tay, tuyệt đối hắn cũng sẽ trở nên biến chất hủ bại. Lưu Hải Đao là vâng lệnh lý bí thư hỏi thăm tình hình sức khỏe Trương Dương, Trương Dương cũng cười nói, không có việc gì cả, chỉ là bị thương ngoài ra thôi. Tiểu Lưu, nói với Lý Bí Thư cứ yên tâm, lúc nào rảnh rỗi ta còn muốn đi tìm hắn nữa. Lưu Hải Đào nói, Lý Bí Thư kêu ngươi 6 giờ tối nay tới ăn cơm. Trương Dương cũng vui vẻ đáp ứng. Triệu Tân Vĩ bên ngoài là hào sảng khoáng đạt, vẻ mặt thô cạch quê mùa, nhưng thực ra hắn cũng là một người tâm tư kín kẽ cẩn thận. Bằng không làm sao mà hắn có thể leo lên được vị trí ngày hôm nay, lại còn nắm được quyền lực tuyệt đối nữa chứ hôm nay hắn phải giả bộ như vậy cũng là muốn kết giao với tiểu tử trương dương này bởi nhẽ hắn cũng từng được đỗ vũ phong nhắc qua tiểu tử trương dương này với lý bí thư có quan hệ không hề tầm thường chút nào lúc trương dương trả lại di động hắn lén lút kiểm tra số điện thoại quả nhiên là số của bên đảng bộ huyện ủy xuân dương mà vừa nãy hắn cũng đã nghe rõ lý bí thư mời hắn ăn cơm như vậy đủ thấy mối quan hệ của hai người này ra sao rồi phát hiện vĩ đại này làm triệu tân vĩ hắn mừng rỡ như điên nhưng cũng không dám để lộ ra ngoài mặt cụm chén với trương dương xong cũng không uống cố ý thở dài một hơi rồi lại đặt chén rượu xuống giọng buồn bã nói xã hội bây giờ thực là bất công quá đi tiểu trương à người cũng thấy đó đỗ vũ phong là một người có năng lực vậy mà mãi vẫn chỉ là một tên phó đồn ở xã thực là tiếc thương thay trương dương mỉm cười nói là vàng thật thì cũng chẳng sợ lửa ta xem đỗ ca cũng sắp còn không bị mai một nữa rồi Triệu Tân Vĩ trong lòng khẽ động, tiểu tử Trương Dương này nói câu đó là muốn ám chỉ cái gì. Phải chăng lão bằng hiếu Đỗ Vũ Phong thực sự gặp được quý nhân, sẽ không còn khổ tận cam lai nữa sao? Nhớ tới vị lý bí thư đằng sau Trương Dương, hắn cũng quyết tâm phải giao hảo thật tốt với tiểu tử này, nói không chừng lại được thăng quan tiến chức nữa thì sao? Nhưng lần biểu diễn này của Trương Dương lại cảm động không ít người, trong đó bao gồm cả Vu Thu Linh vừa hỏi han được tin tức chạy tới, Vu Thu Linh nước mắt lưng tròng, giọng nói run lên, thực là một đồng chí tốt, vì bảo hộ cho quốc gia và sinh mệnh cho nhân dân, tinh thần xả thân cứu người không sợ hy sinh của đồng chí Tiểu Trương đáng để chúng ta học tập. Trương Dương đứng lên giả vờ giả vịt muốn tiếp tục tham gia giải nguy, bị một đám người khuyên ngăn, cuối cùng Tiểu Trương chủ nhiệm cũng đồng ý quay về nghỉ ngơi, trong lúc nghỉ ngơi, lại có một khối đá lớn bị lăn xuống vách nói, đường đã khơi thôi được hơn phân nửa. Vu Thu Linh sau khi hoàn thành vai diễn của nàng, cũng vội vàng cùng tài xế trở về xã hải lan cũng không cùng trương dương đi vào quán mà ở hiện trường phỏng vấn những người trong đội giải nguy lúc hoàn tất phỏng vấn mới buông thiết bị xuống đi vào trong quán thấy trương dương đang ngồi ngay ngắn trên ghế dài cười tủm tỉm nhìn mình hải lan đo tới bên cạnh hắn bị thương có nặng không trương dương xoay người lại hải lan thấy trên đầu vai hắn có một vết tím đã màu xanh đen trong lòng không khỏi run lên vươn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu vai hắn chị có mang theo dầu không bằng để chị xoa cho em Trương Dương gật đầu, hắn cởi áo ra, cơ thể kiện Mỹ hiện ra trong bóng tối. Bàn tay non mềm ôn nhu của Hải Lan dán trên vai hắn. Ở trên đầu vai nhẹ nhàng xoa bóp, Trương Dương nhắm hai mắt lại hưởng thụ sự thoải mái và ấm áp Hải Lan dành cho hắn, chị. Bàn tay của Hải Lan vì tiếng hô của hắn mà dừng lại, khẽ ừ. Trương Dương bỗng nhiên xoay người, một tay ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng vào trong lòng, từ trong cổ họng của Hải Lan vang lên tiếng ngân khẽ, sau đó vội vàng lùi vào trong bóng tối phía sau, miệng trương dương trước tiên tìm kiếm bờ môi hải lan, toàn lực hút lấy bờ môi rực rỡ như cánh hoa của nàng, sao sao đầu lưỡi mềm mại của nàng, hải lan ôm lấy thân thể trương dương, hai cánh tay vuốt ve tấm lứng sao sao của hắn, từ biến hóa của cơ thể trương dương, nàng biết hắn đang muốn làm gì, thế nhưng lý trí của nàng khiến nàng không thể không cự tuyệt hắn. Nắm lấy cánh tay to của trương dương, đừng. Trương dương lại một nàng một cái, em muốn chị. Hải Lan hít thở bắt đầu gấp gáp, nàng nâng khuôn mặt của Trương Dương lên, cái chán giữ cầm hắn ở chỗ này không được. À, bàn tay to đáng ghét của Trương Dương cũng đã tháo đai lưng của nàng, tiến vào khoảng không lầy lội giữa hai chân, hàn lan đỏ mặt dẫy ruộng hồng thoát khỏi ma trảo của hắn. Lúc này thấy đạo diễn và quay phim từ phía bên ngoài đi đến, nhất định là do nàng ở đây lâu quá khiến cho bọn họ nghi ngờ. Hải Lan nhanh chóng chỉnh lại quần áo trong bóng tối, Trương Dương giả vờ giả vịt nằm lại trên chiếc ghế dài. Hắn có âm mưu đã lâu, cho nên chọn một vị trí tốt nhất, từ chỗ của hắn có thể phát hiện mọi chuyện ở bên ngoài, thế nhưng người ở bên ngoài lại không thấy hắn đang làm gì. Sau đó Hải Lan bình tĩnh đi ra ngoài, tâm tình của nàng cũng không có bất cứ sự biến đổi nào, người ta thế này mới gọi là chuyên nghiệp. Đạo diễn và quay phim đi tới trước mặt Trương Dương, thân thiết nói với hắn, "Tiểu Trương chủ nhiệm, thế nào rồi? Còn đau không?" Trương Dương còn chưa kịp trả lời, Hải Lan đã rắn trước đáp, có thể là đã ảnh hưởng đến phối, vừa rồi trong đờm còn có máu. Đạo Diễn nhìn xuống mặt đất, thế nhưng trên mặt đất là một mảng đen kịt, hơn nữa vì trời mưa, có thể tìm được một vũng đờm mới là lạ, hắn tràn đầy cảm kích nói: "Tiểu Trương chủ nhiệm, nhờ có cậu hy sinh quên mình cứu Hải Lan, nếu không như vậy đi, chúng tôi lập tức sẽ phải về thị trấn, không bằng cậu theo xe chúng tôi trở về luôn, chúng tôi đưa cậu đến bệnh viện nhân dân huyện kiểm tra một chút." Trương Dương lúc này mới hiểu được dụng ý câu nói của Hải Lan, không khỏi cảm thán tâm tư cẩn thận của nàng, vừa rồi mình sử dụng vuốt ve để câu dẫn ra sao sao trong lòng Hải Lan, thế nhưng người ta còn cẩn thận hơn so với mình nhiều lắm, chỉ có một câu nói vô cùng đơn giản đưa ra một lý do, cái này gọi là kín đáo, cái này gọi là trình độ. Công tác giả tỏa đoạn đường cũng đã đi đến bước cuối cùng, công việc còn lại giao cho Kiều Từ và những người cùng làm, Trương Quan Nhân cảm thấy danh tiếng cũng đã đủ, chiến tích cũng đã có dường như ở lại chỗ này cũng không còn việc gì nữa, vì vậy xuất ra vẻ mặt sầu mi khổ kiểm, nhưng ở trong mắt Hải Lan thì vẻ mặt khổ cực như thiếu nữ sau khi bị sao sao, nhìn vài lần đều thiếu chút nữa cười thành tiếng, liền đội mũ lên trên đầu, che giấu tiêu ý trên mặt mình. Bất kể là kỹ xỏa biểu diễn của Trương Dương vụng vệ thế nào, thế nhưng ở trong mắt nhân vân của đài truyền hình huyệt, hắn có thể thực sự bị thương không nhẹ, bởi vì cứu Hải Lan mà bị thương, cho nên những người ở đài truyền hình huyệt với sản sinh ra sự tôn trọng, dù cho Hải Lan có xinh đẹp thế nào đi chăng nữa, không một lời nào mà liều mạng lao ra cứu nàng, đổi lại là bất kể người nào cũng có sẽ có một chút lo lắng. Vì vậy hành động dũng cảm của Trương Dương ở trong mắt người khác là khó có được. Trương Quan Nhân vừa ho khan vừa leo lên xe của đài truyền hình, 11 giờ tối xe cũng đã tới được Bệnh viện Nhân dân huyệt, Hải Lan để tránh lời ra tiếng vào cũng không đưa Trương Dương đi kiểm tra, do vậy là do đạo diễn dẫn Trương Dương đi vào khám, mất hơn 20 phút chụp chiếu x quang, kể quả cũng đã có sẵn, kết luật chỉ có một chỗ bầm tìm ở phần mềm. Vị đạo diện này cũng tương đối nhiệt tình, lại mời Trương Dương đến nhà khách của đài truyền hình nghỉ chân, Trương Dương từ chối ý tốt của hắn, thật vất vả mới thoát khỏi hắn, nhìn thời gian đã hơn 12 giờ. Xuân Dương lúc đầu những năm 90 hoàn toàn vẫn còn lạc hậu, quá 12 giờ trên đường đã không còn lấy một bóng người, ngao cả xe taxi cũng tìm không ra, tiểu khu Xuân chữ mà tả hiểu tình ở lại cách bệnh viện nhân dân huyện có 4 cây em, Trương Dương chỉ còn cách đi bộ tới đó, người có sao sao động lực có thể không giống như lúc bình thường, ý chí chiến đấu trong đầu Trương Dương sôi sục, đi nhanh về phía trước, sau đó từ từ chạy chậm, đến lúc còn 100 mét cuối cùng thì chạy thuộc mạng về phía tiểu khu Xuân Chữ. Nhưng đi tới cổng lớn rồi, cổng lớn nhà người ta đã đóng từ lâu, Trương Quan Nhân đến muộn như thế này, lại ôm mục đích sao sao, tự nhiên không dám kinh động đến bảo vệ của tiểu khu. Trương Dương đi dọc theo tường vây của tiểu khu một vòng, tìm một chỗ không người, liền phi thân qua đó, khinh công của trương quan nhân không phải là trò đùa, dễ dàng nhảy qua, giống như chim én nhẹ nhàng hạ xuống đầu tường, sau đó quan sát hoàn cảnh ở xung quanh, nhẹ nhàng nhảy xuống, tựa như một chiếc lá khô rơi xuống mặt đất. Dẫm lên con đường nhỏ ẩm ướt, Trương Dương nhanh chóng dùng tốc độ lẻn vào khu nhà của Hải Lan, trong lòng lại cảm thấy hưng phấn, còn có chút khẩn trương, loại cảm giác đêm khuya sao sao thực sự là khích thích nha. Nghe thấy cửa phòng nhẹ nhàng vang lên, tim của Hải Lan đập nhanh hơn, thằng nhãi này quả nhiên là dày mắt dám mò tới đây, thế nhưng ngẫm lại mình lúc này còn chưa đi ngủ, cũng không phải là chờ mong hắn đến sao. Thông qua mắt mèo nhìn thấy rõ khuôn mặt đầy hứng phấn chờ mong của Trương Dương, Hải Lan cắn nhẹ môi, đưa lưng dựa vào trên cửa phòng, cực kỳ cẩn thận hỏi một câu, ai đó? Em, Trương Quan Nhân gằn giọng nói, nhưng đợi nửa ngày vẫn không hề thấy có động tĩnh gì, hắn cảm thấy buồn bực không phải Hải Lan muốn mình đứng ở cửa chờ đến nửa đêm đấy chứ. Ngay khi hắn đang suy nghĩ xem có nên thi triển võ nghệ cao cường tiến hành lèn vào từ sân thượng hay không, cửa phòng được mở ra, một cánh tay nhỏ bé trắng nõn vươn ra kéo cánh tay hắn vào trong nhà. Ở trong bóng tôi, thân thể mê người của Hải Lan nhào vào trong lòng Trương Dương, bị Trương Dương siết chặt ở trong lòng, đôi môi đói khát sát chặt với nhau, Hải Lan vươn chiếc chân thon dài của mình đóng cánh cửa lại, bên trong bóng tôi chỉ còn lại tiếng soạt soạt, cùng với tiếng hô hấp của bọn họ càng ngày càng gấp, bàn tay to của Trương Dương không kiêng nể xoa nắn ra thịt mềm mại của Hải Lan, cởi lớp áo ngủ mỏng manh ra khỏi cơ thể mềm mại trắng nõn của nàng. Hải Lan dùng hai bàn tay đặt trên bờ vai rộng của hắn, nhỏ giọng nói, đi tắm rửa đi đã. Trương Dương lúc này mới nhớ tới cả một ngày hôm nay mình ở trong mưa gió giải nguy cho con đường núi, sau đó lại hùng hục phi tới đây, hiện giờ mùi vị trên người của thực có chút khó ngửi, dù sao làm người cũng phải chú ý một chút. Hải Lan sớm đã chuẩn bị đồ đạc cho hắn đi tắm rửa, Trương Dương cởi hết quần áo thoải thoải mái mái tắm rửa, nhớ lại vừa rồi mình con đang giải nguy trên con đường núi, chỉ trong chớp mắt đã ở trong buồng tắm của nữ MC, tất cả đều giống như đang mơ, xem ra khi bị hạ thân thúc dục sao sao người ta có thể làm ra những chuyện không thể tin nổi, việc này thường thường không thể giải thích theo lẽ thường. Một đôi tay nhỏ bé từ phía sau nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai bị thương của hắn, trương dương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng kéo nào về phía chính diện với mình khuôn mặt vối đã xinh đẹp quyến rũ của hải lan ở trong làn hơi nước càng thêm mông lung say lòng bàn tay to của trương dương sao sao bên trong mái tóc của nàng nhẹ nhàng xoa xoa tóc nàng đôi mắt đẹp của hải lan nhu nhuyễn như dòng sông xuân thủy trương dương vừa muốn cởi chiếc áo ngủ tinh khiết màu trắng của nàng ra hải lan ôn nhu nói chị làm mì cho em ăn vài thứ a à, áo ngủ đã bị trương dương cởi ra rồi bàn chân của nàng lùi vào dựa vào vách tường, một luồng lửa nóng đã lâu rồi chưa gặp tiếp sâu vào bên trong phiến ướt át, cơ thể của Hải Lan trong vô ý thức cao lại, hai tay cố sức ôm lấy cái cổ Trương Dương. Bàn tay to của Trương Dương nâng sao 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 của nàng lên, khiến trọng tâm cả thân thể nàng hoàn toàn đặt hết lên người mình, đùi đẹp thon dài trong suốt của Hải Lan quấn quanh bên hông của hắn, cảm thụ luồng lửa nóng rực kia đang tiếp tục tiến sâu vào, dường như muốn đi tới ngực mình, hơi thở của nàng cũng càng ngày càng nóng rực, bỗng nhiễn nàng cúi đầu xuống môi cắn lên đầu vai trương dương cảm giác của nàng hiện giờ đều bị trương dương thao túng và chi phối dưới sự công kích nhiệt tình của trương dương dường như không ngừng bay lên hải lan cũng không thể khống chế suy nghĩ của bản thân nữa nàng không dám kêu thế nhưng không làm cách nào để phát tiết khoái ý đến cực độ này môi cắn chặt vào da thịt trương dương trương dương đang bị đè nặng bởi thân thể trắng nõn mềm mại của nàng bỗng nhiên căng cứng hải lan bỗng nhiên nhớ đến một việc đừng chị không ở trong thời kỳ an toàn. Thế nhưng bây giờ mà nói những lời này căn bản không si nhê gì với trương quan nhân, nàng cảm thấy một dòng chảy ấm áo đang len lỏi vào nơi sâu nhất trong cơ thể mình, thân thể mềm mại run lên ôm chặt lấy trương dương, yên lặng hưởng thụ từng cơn nhiệt lực kéo tới, qua một hồi lâu mới có thể mở đôi mắt đẹp tỉnh lại cơn mộng, có chút hộ án liếc nhìn trương dương, lưu manh, có phải muốn hại chết chị không? Nàng dẫy khỏi sự ôm ấp của Trương Dương, ngồi hẳn xuống phía dưới. Trương Dương thấy động tác kỳ quái của nàng không khỏi nở nụ cười. Hải Lan đỏ mặt trách mắng, cười cái gì, cút ra ngoài. Trương Dương gật đầu, lui ra phía bên ngoài. Sao 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 Trần Chuồng ngồi trên ghế sofa. Qua một hồi lâu mới thấy Hải Lan sầu mi khổ kiểm đi ra. Thực sự là phiền phức. Bây giờ đi đâu mua thuốc đây? Trương Dương trong lòng cười thầm, ta Trương Quan Nhân làm một cái là xong, chứ còn cần phải đi đâu xã nữa chứ cánh tay hắn kéo Hải Lan ngồi lên hai chân mình, sợ hại chết người sao? Hải Lan đỏ mặt gật đầu, vừa rồi sao sao, chuyện gì cũng quên hết. Trương Dương cười tủm tỉm nói, có cần em dùng nội lực giúp chị ép nó ra hay không? Hải Lan biết là hắn nói bậy, vì một tiếng nói, em có thể không nói những lời vô liểm sỉ đó nữa có được hay không? Trương Dương mỉm cười nói, em phát hiện khi mình nói thật thì không ai tin tưởng cả, yên tâm đi em dùng nội lực để diệt sao sao sao, chị sẽ không mang thai đâu. Hải Lan làm sao tin tưởng lời nói bậy của hắn. Trương Dương vuốt ve mặt cười của nàng nhẹ giọng nói, vì sao vừa rồi không đi vào bệnh viện với em, nói như thế nào thì em cũng là ân nhân cứu mạng của chị mà. Hải Lan vừa thẹn vừa giận nói, còn nói nữa, lúc vừa rồi tay em còn hơi dầu mà vẫn sờ loạn, chị vừa rồi bị lăn qua lăn lại thiếu chút nữa thì chết. Trương Dương cười ha hả, Hải Lan huy quyền đánh hai cái vào đầu hắn, ngẫm lại thằng nhãi này đúng là sao quả tạ trong cuộc đời mình. Trương Dương ôm lấy Hải Lan vào trong lòng, hắn có thể cảm giác được hắn và Hải Lan mặc dù có quan hệ thân mật, thế nhưng Hải Lan vẫn không mở rộng trái tim đón nhận hắn. Quan hệ của bọn họ trong lúc này được thành lập trên sao sao, thành lập trên nhu cầu sao sao. Hải Lan nằm ở trong lòng Trương Dương, nàng thích loại cảm giác vừa an toàn vừa ấm áp này, sở dĩ đêm này nàng cho Trương Dương một cơ hội như vậy, căn bản là bởi vì nàng cảm thấy khát vọng được bảo hộ được thương yêu, thế nhưng trong những lần sao sao không thể biểu đạt được tất cả, sao sao trôi qua nội tâm vẫn cảm thấy khoảng không vắng vẻ, nàng rõ ràng ý thức được, Trương Dương không thuộc về mình, lại dường như mình sẽ không thể thuộc về Trương Dương. "Chị, em muốn thường xuyên được nhìn thấy chị." "Mỗi ngày cứ đúng giờ xem tin tức buổi tối của Xuân Dương là được." Hải Lan mỉm cười đáp. Trương Dương nở nụ cười hai tay đan lại đặt ra sau đầu, em có một loại cảm giác rất kỳ lạ, quen biết chị một thời gian đã lâu rồi, lại cảm thấy không biết gì về chị, chị là một nữ nhân rất thần bí. Ánh mắt Hải Long trong bóng đêm hơi lóe lên, nàng nhẹ giọng nói em muốn hiểu rõ về chị sao. Trương Dương gật đầu, có biết câu nói, khoảng cách sinh ra cái đẹp hay không, chị cảm thấy những lời này nên áp dụng cho em, một ngày nào đó em có thể hiểu rõ về chị, chính là lúc em không còn đối đãi với chị như bây giờ nữa, cho nên không cần hiểu rõ chị, chị cũng không cần hiểu rõ em. Ngữ khí của Hải Lan có chút hứng hờ. Bên trong nội tâm của Trương Dương bỗng nhiên sinh ra một cảm giác thất bại. Tuy rằng Hải Lan ở trong lòng hắn là sự tồn tại chân thật nhất, thế nhưng hắn cảm giác được Hải Lan không thể thuộc về mình. Cảm giác như vậy khiến Trương Dương rất phẫn nộ, cho nên hắn lập tức biểu hiện ra ngoài. Hắn muốn thông qua thân thể để chinh phục hoàn toàn nữ nhân này. Không biết vị nữ tác gia nào đã nói qua, phải mở rộng tâm linh của nữ nhân. Gì đó, hiện tại trương quan nhân muốn mở rộng tâm linh của Hải Lan, dù đường bị chặn ta không sợ, ai bảo ta làm đảng viên dự bị. Hải Lan không biết trong lòng thằng nhãi này đang bàn bàn tính tính cái gì, thế nhưng đối mặt với công kích bốn phía về chuyện sao sao. Hải Lan lại không có chút phiền lòng, tuy rằng cảm giác ấm áp và đầy đủ chỉ ở trong tích tắc, thế nhưng đối với nàng mà nói như vậy cũng đủ rồi. Trương Dương đem chứng cứ phạm tội bỏ vào túi quần rồi cười nói, lưu lại cái kỷ vật, người như vậy rất tốt, người ngoài nhìn không ra đâu. Hải Lan đang muốn mắng hắn mấy câu thì bỗng có tiếng gõ cửa, vội vàng cuốn quyết ra mở cửa. Ra là đạo bá tới thông chi bọn họ chuẩn bị, may là hai người bọn họ cũng vừa kết thúc, đạo bá cũng không thấy có gì khác thường, nói xong liền rời đi luôn. Hải Lan tiến lại bàn trang điểm nhìn lại xem chắc chắn mình không còn gì dị thường, lúc này mới chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm bàn tay to của Trương Dương đã nhân cơ hội thâm nhập vào trong váy nàng sờ soạn một chút. Hải Lan sẵn giọng đừng hồ đồ, nàng bằng tốc độ nhanh nhất trang điểm lại mình, sau gió áp tải Trương Dương tới ngồi trước bàn trang điểm, sửa sang lại cho hắn một chút, rồi mang ra bộ âu phục tốt nhất đưa cho hắn thay. Thực ra mà nói, bởi vì Trương Dương gần đây trường kỳ phơi nắng phơi gió nên da cũng hơi sàm sạm đi, thoa ít phấn lên trông có vẻ có phần buồn cười, dựa theo lời hắn nói thì trông giống như con lừa đực, vốn Hải La còn định tô cho hắn tí son nhưng mà vì trương đại quan nhân kiên quyết không chịu nên đành thôi. Đạo bá đẩy cửa vào hỏi, chuẩn bị tốt chưa? Hải Lan gật đầu, trong lòng cũng có chút xấu hổ đỏ mặt lên, đúng là khó tưởng tượng nổi vừa rồi bọn họ chuẩn bị như thế nào. Trương Dương cùng Hải Lan tiến ra đứng trước camera. Camera trước tiên là hướng hướng ống kính về phía Hải Lan. Phong phạm chuyên nghiệp của nàng la họ tức biểu hiện ra ngoài, Đối mặt với ống kính nàng mỉm cười, thưa quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt mời tới đây một đội trưởng đội cứu hộ đã luôn hăng hái dũng cảm giải cứu nhiều người trong sự kiện lở đất ở núi Thanh Lương vừa qua. Xin giới thiệu Trương Dương chủ nhiệm. Ống kính bắt đầu lùi xa xa ra. Hải Lan lễ độ vươn ta ra bắt tay Trương Dương, xin vào chủ nhiệm Trương. Hình như đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau thì phải. Trương Dương thầm khen Hải Lan đúng là diễn xuất cao siêu thật thành ra trong lòng cũng khơi dậy ý chí chiến đấu. Hải Lan chuyên nghiệp, ta nhất định cũng không được thua kém. Nhẹ nhàng vươn tay bắt tay với bàn tay bé nhỏ của nàng, trên mặt tuyệt không có một chút vẻ tham lam háo sắc nào, phải bảo trì diện mạo, phải làm nhạc bất quần, phải như liễu hạ huệ, đành phải làm một ngụy quân tử thấy sắc không động lòng. Trương đại quan nhân trước giờ vẫn cho rằng thấy sắc không động thì chỉ có một là ngụy quân tử, hai là phải phải nam nhân. Mà trương thần y của chúng ta đương nhiên là một nam nhân đích thực, vậy nên chỉ có thể đành làm một ngụy quân tử thôi hắn mỉm cười nói xin chào hải lan chào các bạn hải lan một tay cầm mi một tay ra thế mời ngồi trương dương cùng nàng cùng ngồi xuống trước ống kính trương dương quan sát thấy hải lan ngồi có chút không được tự nhiên cho lắm hai chân khép kín khéo tay bảo vệ váy bỗng nhiên nhớ ra bên trong váy như mc hoàn toàn là trống trơn nội khố của nàng còn đang nằm trong túi mình vừa nghĩ tới đó hắn lập tức khôi phục xin hcr một bộ phân không tự chủ được mà bất giác lớn lên. Trương Dương thầm kêu đang trước ống kính thế này thì thực sự là không ổn, nhanh chóng đối tư thế ngồi, một chân bắt chéo lên, đem thằng cháu chết tiệt không biết nghe lời kẹp vào giữa hai chân. Hải Lan nhìn qua một cái biết ngay được thằng nhãi này đang xảy ra chuyện gì. Trong lòng vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, thầm trách năng lực điều khiển của thằng nhãi này thực sự là quá kém mà, đứng trước ống kính, trước con mắt của hơn 10 vạn người dân huyện Xuân Dương mà cũng dám nổi loạn thế nhưng nghĩ lại chẳng phải chính mình, chân không đóng gói, trước mặt 10 vạn dân chúng sao. Trong lòng xấu hổ là thế, đối với người khác thì có thể không giấu nổi nhưng với năng lực chấn định của Hải Lan thì đơn giản. Nàng nhanh chóng tập trung vào chủ đề câu chuyện ngày hôm nay, xin hỏi Trương chủ nhiệm. Ngày hôm đó dưới tình huống vô cùng nguy hiểm như vậy, ngươi lại bỏ qua an nguy bản thân, nhanh chóng lao lên đầu tiên. Lẽ nào ngươi không sợ sao? Trương Dương thần tình uy dũng, sợ chứ, trên đời này chẳng có ai là không sợ chết cả, nhưng ta là cán bộ nhà nước, quốc gia cho chúng ta quyền lực không phải là để lạm quyền mà là để phục vụ nhân dân. Dưới tình huống nguy hiểm như vậy, an nguy của rất nhiều dân chúng còn không được đảm bảo. Tài sản quốc gia và tài sản nhân dân cũng không được đảm bảo. Dưới tình huống như vậy, những cán bộ như chúng ta không lên trước thì ai lên? Lúc phỏng vấn kết thúc thành công, chỉ đạo hiện chương trình đạo bá cùng tất cả mọi người cấp cho Trương Dương một tràng pháo tay trương dương lễ độ gật đầu cảm ơn hải lan đối với biểu hiện của trương dương hôm nay cũng rất thỏa mãn lúc này lại đưa Mi cơ lên nói ở đây tôi gửi tới trương chủ nhiệm một lời cảm ơn của cá nhân ta ngày hôm qua nếu không có trương chủ nhiệm lấy thân người chặn lấy tảng đá phi lạc chỉ sợ rằng tôi không có cơ hội nhìn thấy mọi người Trong đôi mắt đẹp trào ra lệ quang trong suốt ngay cả trương dương cũng bị biểu hiện của nàng làm cho kinh ngạc không phải chứ hải lan khom người thật sâu cảm tạ tràng pháo tay lần thứ hai vang lên, đương nhiên chẳng ai biết đây là si em xinh đẹp của chúng ta lấy việc công làm việc tư. Trương Dương rời khỏi trường quay là vào tới ngay vòi nước ra sức rửa phấn trên mặt, nhưng xem ra chẳng có mấy hiệu quả. Hải Lan cười cười nói, rửa không sạch thì thôi, không cần phải cố. Thực ra nhìn cũng rất bắt mắt mà. Trương Dương cười khổ, bắt mắt, cái bộ dạng này đi ra ngoài người ta không tưởng là dân đồng tính mới là lạ. Hải Lan cười khúc khích. Lúc này một người trong đoàn đi vào, để tránh nghi ngờ, Hải Lan cũng xoay người ly khai. Tên kia say mê nhìn theo cái vông con tớn của Hải Lan, rồi quay lại nói với Trương Dương, lão đệ à. Người thật là có phúc khí a à. nữ MC xinh đẹp của chúng ta thực sự là rất ngon mà, người xem cái mông nàng kia. Nếu có thể sơi được một lần, bao nhiêu ta cũng nguyện ý. Trương Dương cười tủm tỉm quay đi, sau đó vung tay cho hắn một cái bà tai khiến hắn ngã quay một vòng. Trương Dương chủ là muốn giáo huấn nên khống chế vài phần lực đạo, nhưng như thế cũng đủ đánh cho tên kia lật móm, máu mồm máu mũi phúc ra, một bên mặt sưng to như quả táo. Tên bị Trương Dương đánh này là một chủ xí nghiệp nông sản có chút danh tiếng ở huyện, hắn tên gọi là Điêu Đức Trí, ở huyện cũng có mở một nhà hàng khá là có tiếng là hán tử, nghe nói giá trị cũng tới trăm ngàn. Tuy rằng đương nhiên không thể so sánh với những xí nghiệp quốc gia, nhưng là ở huyện cũng rất có tiếng tăm lãnh đạo huyện khi nhắc đến tiên phú khởi lai đều nhắc đến điêu đức trí có thể nói điêu đức trí tay không xây dựng sự nghiệp là tấm gương ở xuân dương huyện. bất quá điêu đức trí này có hai cái tội là rất hợm của và vô cùng háo sắc. để có bài phỏng vấn lần này hắn đã tốn không ít tiền. hơn nữa đối với hải lan là cũng thực sự si mê vẫn luôn tìm cách tiếp cận hải lan nhưng đều bị nàng cự tuyệt. điêu đức trí bị trương dương cho một cái bà tai nổ đom đóng mắt ôm mặt một lúc mới thanh tỉnh lại hắn vốn cũng là một kẻ biêu hán, sau khi có tiền của thì cũng đỡ đi một chút, nhưng cũng vẫn chẳng có ai chọc vào hắn làm gì. Trước giờ vẫn toàn là hắn quen thói khi dễ người khác chứ chưa có ai làm khố dễ hắn. Hết lên giận giữ cầm lấy cái ghế lao tới phía Trương Dương. Trương Dương tung một cước, cái ghế lập tức bị tứ phân ngũ liệt. Thuận đã tới dáng thẳng vào ngực Điêu Đức Trí. Điêu Đức Trí bị đạp bắn về phía sau mấy bước, loạn choạng loạn choạng va vào tường rồi ngã lăn ra đất. Trương Dương cười lạnh, ta rất ghét loại người lưu manh không biết tôn trọng nữ giới như ngươi. Tiếng kêu thảm của Điêu Đức Trí lập tức hấp dẫn đám người bên ngoài chạy vào. Trong 6 người chạy vào đầu tiên thì hai người là người của đài truyền hình, bốn gã mặc đồ đen đeo kính đen còn lại đều là bảo tiêu của Điêu Đức Trí. Tiểu tử này vốn là hợm của nên khi có tiền cũng mời bảo tiêu bảo vệ cho hắn. Thấy lão bản bị đánh, bốn gã bảo tiêu cuống quyết chạy tới đỡ Điêu Đức Trí. Điêu Đức Trí bưng miệng đang chảy máu ròng ròng hét lớn, con mẹ nó. Đánh thằng chó này cho ta. Hai gã người của đài truyền thấy tình hình không ổn vội cuống quyết ngăn lại thì lại bị bốn tên bảo tiêu như lang hổ đẩy gạt ra. Trương Dương bất đắc sĩ thờ dài, ta vốn rất ghét bạo lực. Các ngôi không nên ép ta. Sau đó chân phải đá cái ghế về phía mấy tên bảo tiêu đang lao tới. Tên bảo tiêu đi đâu dỡ cánh tay tráng diện ngạnh kháng cái ghế, đập nó vỡ làm mấy mảnh nhưng là Trương Dương đã rát nhanh lao lưới tặng cho hắn một quyền vào ngực khiến hắn bắn về phía một tên đồng bọn ở phía sau. Rất nhanh sau đó, tên thứ ba rồi tên thứ tư mỗi tên một quyền cũng ngã lăn ra đất cùng chỗ với hai tên đầu tiên. Thế mới biết một quyền của Trương Đại Quan nhân uy lực tới như thế nào. Nhân viên bảo vệ của đài truyền hình cũng đã chạy tới, Hải Lan nghe thấy nói khách mời có ẩu đả, đoán ngay được nhất định có liên quan đến Trương Dương vội chạy đến hiện trường xem thì thấy Trương Dương vẫn hoàn hảo không việc gì đứng đó, trên tay bưng chén trà tươi cười nói, may cho các ngươi là hôm nay tâm tình ta rất tốt, không chấp mấy việc vặt này với các ngươi. Điều Đức Trí kêu thảm, báo cảnh sát bắt hắn lại. Trương Dương đi tới chỗ hắn, chén trà nóng trong tay rót thẳng vào mặt hắn, báo con mẹ ngươi. Cái loại lưu manh như ngươi có tư cách sao? Hải Lan thấy sự tình rối loạn thế này không ổn đành đứng ra nhẹ giọng nói, Trương chủ nhiệm, người ở đài truyền hình làm vậy cũng là có phần quá đáng trương dương biết là nàng đang làm vẻ đành phối hợp theo ta biết hải phóng viên bênh vực kẻ yếu nhưng là ngươi không biết cái loại nữa manh này vừa nói cái gì hải lan đỏ mặt lên nàng mơ hồ đoán được nguyên nhân sự tình tuy rằng hắn đánh người là quá đáng nhưng là vì bản thân mình àm xuất thủ trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ấm áp chuyện này đến tai hình tể dân hắn nghe được trương dương cùng điêu đức trí có ẩu đả hắn quyết định không nếm xỉa đến. Bối cảnh của Trương Dương hắn cũng lờ mờ hiểu, điều đức trí cùng hắn tuy có chút quan hệ, nhưng là tên có mắt không chồng đó trêu chọc Hải Lan mà rước lấy. Hình tể dân suy nghĩ một lúc rồi nói, báo cảnh sát đi. Tới đài truyền hình xử lý vụ tranh cãi này chính là Khương Lược, người này nguyên bản là phụ trách gần khu vực này, lại nói tiếp có thể là hắn cùng Trương Dương rất có duyên. Trước đó không lâu tại quán karaoke ái thần đánh tên Dương công tử kia một trận cũng là Khương Lượng xử lý, lần này lại gặp lại hắn thầm mắng đúng là trương dương là sao nhất tinh lần nào gặp hắn cũng là hắn ẩu đả mỗi lần một tam tiến lần trước là ở quán karaoke còn dễ hiểu lần này tại đài truyền hình mà hắn cũng dám ẩu đả thì thật hết hiểu nổi bất quá lần này so với lần trước thì vẫn còn đỡ hơn nhiều trương dương ra tay vẫn còn biết nặng nhẹ không tạo thành thương tổn gì quá nặng điều đức trí mặc dù là chủ một xí nghiệp nhưng dù sao vẫn chỉ là nông dân về bối cảnh làm sao có thể so được với trương dương Trương Dương là ai chứ? Ngay cả chủ tịch huyện Dương Trí Thành cùng đô phó sở cũng còn phải nể mặt. Điều đức Chí người có trách thì tự trách mình có âm như mù thôi. Trong lòng suy nghĩ cẩn thận xong, Khương Lượng xử lý chuyện này tự nhiên là đơn giản. Đầu tiên là tìm hiểu qua một chút về tình huống, sau đó nói chuyện với đôi bên, loại chuyện này cũng xử lý chấm dứt cho êm xuôi. Giám đốc đài truyền hình hình tể dân cũng cho rằng là chuyện sẽ như vậy. Trương Dương đánh xong hết giận cũng chẳng muốn làm to ra làm gì, đương nhiên là hắn đồng ý với những gì Khương Lượng nói, thậm chí thoải mái đưa ra cho Điêu Đức Chí 100 đồng tiền bồi thường thuốc men đi sao cũng thân là cán bộ nhà nước. Nhưng Khương Lượng nói chuyện với Điêu Đức Chí thì có chút khó khăn hơn. Tiểu tử này bưng mặt sưng đỏ giận dữ giống lên cái gì? Giải quyết riêng tư, ngươi là cảnh sát nhân nhân mà có thể xử án như thế sao? Thân là người gìn giữ công lý, ngươi phải công bằng chứ. Hiện là ta bị hắn vô có đánh ra thương tích đây mà ngươi bảo giải quyết riêng tư, hay là ngươi nhận lấy chỗ tốt của hắn rồi khương lượng phát hỏa con mẹ chứ một tên nông dân mới nổi mà cũng ra vẻ hắn hử lạnh một tiếng điêu đức trí chú ý thái độ của ngươi điêu đức trí chỉ thẳng vào mặt khương lượng thái độ cái gì hắn cho ngươi bao nhiêu tiền ta cho ngươi gấp bội lão tử nhất định phải cho hắn ngồi tù khương lượng cười kinh con mẹ nó chứ đúng là trên đời này còn nhiều kẻ không biết mình là ai có chút tiền tưởng mình là vương là tướng sao. Hắn liền đứng dậy nói với biên cảnh sát đằng sau, chúng ta đi, cái việc nhỏ này là thuộc về quần chúng tranh cãi thôi, hơn nữa cũng không thuộc địa phận quản lý của chúng ta. Điều đức trí giận dữ hét lên, ta chưa thấy qua cái loại cảnh sát nào như ngươi. Nói cho ngươi biết ta là đại biểu nhân dân huyện toàn quốc. Ta muốn tố cáo ngươi không làm tròn trách nhiệm. Khương Lượng quay đầu lại, ngươi chửi ta làm sao? Điều đức trí không nói gì, Rút đèn thoái ra chỉ vào mặt khương lượng nói, ta điện cho thiệu cục, xem các ngươi làm sao. Khương lượng thở dài, người hà tất phải mua khổ vào người như thế chứ. Điêu đức trí điện tới cho thiệu vệ giang, kỳ thực hắn với thiệu vệ giang cũng chẳng có nhiều giao tình chỉ là vài lần lễ Tết có qua lại cống nạp. Đầu dây bên kia có người nghe máy, điêu đức trí cả tiếng nói, thiệu cục có phải không ạ? Tôi là chủ hán tử điêu đức trí đây ạ, hai ngày trước nào có dùng bữa cùng tôi tại quán đó ạ vốn là không có muốn phiền phức tới ngài, thế nhưng... Khương Lượng lạnh lùng nhiều điều Đức Trí biểu diễn một hồi. Một lát sau điều Đức Trí đưa máy cho Khương Lượng, thiệu cục bảo ngươi tiếp máy. Khương Lượng tiếp điện thoại của thiệu vệ giang, thấy thanh âm của hắn, tiểu Khương à. Ngươi giúp đỡ hắn một chút, người quen của ta đó mà. Khương Lượng mỉm cười nói, thiệu cục, là hắn phát sinh xung đột cùng với Trương Dương. Hơn nữa vị lão bản này là có tới 5 người, hẳn là nguyên nhân gây ra sự tình là do họ thiệu vệ giang nghe thấy tên trương dương là cũng đã minh bạch hắn cũng không cần nghe thêm gì nữa ngắt lời khương lượng nói tiểu khương tên vừa gọi cho ta là ai nhỉ khương lượng thiếu chút nữa thì cười cái lão này đúng là cáo già mà hắn thấp giọng nói hình như hắn tên là điêu đức trí thiệu vệ giang nói nếu ta nhớ không nhầm là ta chẳng có quen ai tên vậy cả sau đó cúp máy luôn Khương Lượng cầm điện thoại đưa cho Điêu Đức Chím tiểu tử này vẫn không có tỉnh ngộ ra, tiếp lấy điện thoại rồi còn giơ tay ra vỗ vỗ vai Khương Lượng. Nhưng làm cho hắn bất ngờ là Khương Lượng lại giữ cánh tay hắn, xoay người vặn một cái khiến cho Điêu Đức Chí ngã lộn cổ, cả người xương cốt muốn vỡ ra từng mảnh, cả điện thoại trên tay cũng văng đi. Khương Lượng chẳng thèm nhìn lại hắn mà chỉ phủi phủi tay rời đi. chương 35, tình yêu là con dao hai lưỡi. Hải Lan đưa Trương Dương tới tận cửa đài truyền hình, lúc này mới quay lại oán trách nói ngươi đó chỗ nào cũng có thể gây chuyện thị phi được người ta cũng chỉ có nói mấy câu khó nghe vậy mà ngươi lại nỡ đánh người ta ra cái bộ dạng như vậy được sao trương dương mỉm cười nói ta không cho phép bất kỳ kẻ nào vũ nhục ngươi hải lan cũng không biết tại sao cái câu mà người khác nghe phải ngứa tai như vậy lại có thể làm lòng mình sinh ra một cảm giác khác thường từ lâu nàng cũng đã tự nhủ rằng về sau nàng sẽ không để bất kỳ điều gì làm nàng cảm động được nữa Thế nhưng cái hành động thô bạo bảo vệ mình của Trương Dương lại có thể làm mình thấy cảm động hơn bao giờ hết. Nhìn Trương Dương tuổi trẻ nhưng lại rất chân thành, nàng mỉm cười nói, tiểu tử ngốc, đừng quên người là cán bộ nhà nước chứ. Một người đàn ông còn không bảo vệ được nữ nhân của mình, thử hỏi loại người đó còn khả năng làm cán bộ nhà nước được sao? Hải Lan đột nhiên lại đỏ mặt ngượng ngùng, giọng nói cũng nhỏ như mũi kêu, đêm nay ta chờ ngươi. Nói xong liền xoay người chạy vào đài truyền hình. Trương đại quan nhân khóe môi nở nụ cười, đúng là có công mài sắt có ngày nên kim mà. Cũng sắp phải sử dụng đại kim rồi đây. Khương lượng cùng hai gã thủ hạ đang chạy xe trên đường, thấy Trương Dương đang đứng kia liền chạy tới hạ cửa sổ xuống, cười nói chủ nhiệm Trương. Người định đi đâu vậy? Không bằng để ta đưa đi một đoạn. Trương Dương cười cười khoát tay nói, không dám làm phiền Khương đội trưởng, ta còn chút việc riêng. Hôm nào rảnh rỗi, hai ta lại uống rượu tâm sự tiếp. Thế nào, khương lượng thầm nghĩ trong lòng người không gây thêm phiền phức cho ta ta cũng phải cảm tạ trời đất rồi ngoài miệng thì gật đầu cười nói không thành vấn đề lúc khác gặp lại trương dương trải qua vài lần ẩu đả cũng biết quen biết với cảnh sát thực sự là làm việc rất thuận lợi bởi vậy mà trương dương liền lấy cớ lần tới muốn rủ hắn đi uống rượu mà để lại số điện thoại của mình cho hắn khương lượng cũng có ý muốn làm thân với tiểu tử này cũng hào hứng đọc số điện thoại của mình cho trương dương cái này gọi là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đội còn nhiệm vụ, Khương Lượng cũng hàn huyên thêm hai câu với Trương Dương rồi cho xe chạy thẳng. Trương Dương nhìn lại đồng hồ thì cũng đã là 4 giờ chiều rồi. Hắn chuẩn bị vẫy gọi một chiếc taxi tới Bệnh viện Nhân dân huyện tìm tả hiểu tình thăm hỏi, bỗng nhiên một chiếc Toyota Camry đen bóng chạy tới dừng lại sát người. Cửa xe ô tô từ từ kéo xuống lộ ra khuôn mặt xương tấy của Điêu Đức Trí. Hắn dùng anten của điện thoại di động chỉ thẳng mặt Trương Dương, gần giọng nói thằng nhãi. Người cứ nhớ kỹ mặt ta đó. Trương Dương cũng chỉ cười nhạt chẳng thèm để thằng nhãi này vào mắt. Thằng nhãi này đúng là chán sống rồi, Trương Dương liền từ tốn cúi xuống nhặt nửa viên gạt chỉ dưới chân lên. Điều Đức Trí lập tức hiểu được Trương Dương định làm gì, sợ hãi hét toáng lên, đi mau, đi mau. Ô tô liền tăng tốc chạy vụt đi, nhưng Trương Đại Quan Nhân xuất thủ lại nhanh hơn nửa nhịp. Nửa viên gạch chỉ đánh cái rầm, lên thân chiếc Toyota đen bóng tạo thành một hố lõm sâu hóm. Điều đức trí tuy rằng sót của nhưng lại e sợ sức chiến đấu của Trương Dương quá cường hãn, không dám đứng lại nói lý, đành nhịn nhục một mực chạy thẳng. Lúc Trương Dương vừa tới cửa bệnh viện, thế nào lại gặp ngay Tống Tư Đức cũng đang định đi vào bệnh viện. Lại nhớ tới lời hứa giúp triệu tính có tên trong danh sách học sinh được chuyển thẳng lên đại học, nên Trương Dương mới chủ động đi tới đưa tay chào hỏi trước hiệu trưởng Tống đó à. Sao lại trùng hợp như vậy nhỉ? Tống Tư Đức lại có vẻ mặt mày ủ rũ đăm chiêu, làm như không nhìn thấy Trương Dương cứ thế vội vã đi vào bệnh viện. Trương Dương bị người khác cho ra rìa như vậy cũng thấy phát cáu, thầm chửi rủa trong lòng. Mẹ nó chứ, chỉ là một gã hiệu trưởng quen, làm như mình cao lắm không bằng. Cái việc nhỏ nhặt này Trương Dương cũng chẳng thèm để vào trong bụng, vẫn cứ hứng khởi đi gọi điện cho tả hiểu tình. Thực ra tả hiểu tình vẫn là đang ngóng chờ điện thoại của Trương Dương, thấy hắn gọi đến liền vui mừng chạy ra cửa bệnh viện gặp hắn chẳng là ngày hôm nay nàng cũng kết thúc kỳ thi sát hạch, tổng điểm cũng cực kỳ khả quan, bởi vậy mà tâm tình cũng khá vui vẻ. Trương Dương đứng ở bên kia đường, thấy Tả Hiểu Tình vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện liền cười hớn hở chạy qua đón. Tả Hiểu Tình nhìn hắn, đôi môi anh đào hồng nhuận cũng khẽ cười mỉm, ánh mắt tràn đầy vẻ ôn nhu khó tả. Hai người tuy rằng không có làm động tác thân mật gì, thế nhưng cả hai đều cảm nhận được tâm tình vui sướng khi gặp được nhau của đối phương tả hiểu tình ngượng ngùng cúi đầu nhỏ giọng nói ngươi chưa về à vì muốn gặp ngươi nên mới không đi trương dương cũng kích động trả lời lại tả hiểu tình đột nhiên cảm thấy trong lòng mừng rỡ khó tả xấu hổ nói ta đói bụng trương dương cười lớn nói tới vị cư quán đi tả hiểu tình mỉm cười gật đầu trương dương định vẫy tay gọi ta si tả hiểu tình lại ôn nhu ngăn hắn lại nói cũng không có xa lắm chúng ta đi bộ cũng được mà Đôi nam nữ trẻ sóng vai đi trên vỉa hè, hàng cây ven đường dường như cũng xanh tươi hơn mọi ngày. Trương Dương thấy tâm tình cũng khẩn trương hơn, chẳng biết nghĩ thế nào lại vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tả Hiểu Tình. Tả Hiểu Tình ho khan một tiếng, rồi nhìn ngó xung quanh, nhưng cuối cùng cũng không có giấy ra, cứ để Trương Dương nắm tay như vậy. Gió xuân êm dịu, gió xuân cho người ta hy vọng, gió xuân cho người ta ước ao, gió xuân thổi bùng lên tình ý đôi nam nữ trẻ tuổi kia đáy lòng lặng yên bao lâu nay của tả hiểu tình cũng bắt đầu đón nhận tình cảm giạt nào của nam nhân bên cạnh. Thế nhưng nụ cười ngọt ngào trên mặt hắn bởi vì xuất hiện một người mà đột nhiên biến mất. Điền bân mặc đồng phục quần xanh áo xanh của quân đội đã đứng đằng trước chờ sẵn hai người. Trên mặt là nụ cười ấm áp như mùa xuân. Tả hiểu tình tựa như bị bỏng, lập tức giấy bàn tay nhỏ bé ra khỏi tay Trương Dương, cắn chặt môi dưới sợ hãi kêu một tiếng, ca trương dương lúc này mới biết vì sao nàng ta lại hoảng loạn như vậy đúng là oan ra ngõ hẹp không ngờ lại đụng mặt ngay người anh họ này của tả hiểu tình trương dương cũng rất lễ phép cười cười nói xin chào ta là trương dương nếu là anh họ của tả hiểu tình trương dương tất nhiên phải lấy lễ đối đáp không dám nửa điểm khinh thường điền bân hư tình giả ý bắt tay trương dương ta là điền bân là anh họ của tả hiểu tình sau đó hắn chuyển ánh mắt về phía tả hiểu tình nói hiểu tình Ta có chuyện muốn nói với ngươi." Ý tứ của hắn cũng đã rõ ràng, hắn muốn người ngoài cuộc là Trương Dương đứng tránh qua một bên để hắn nói chuyện với em gái. Trương Dương cũng thấy hơi bực mình, ngày hôm nay lão tử đều là lấy lễ đối nhân, kết quả lại bị người khách khinh thường là sao? Trương đại quan nhân làm sao không nhận ra là thằng nhãi điền bân kia đang giả bộ hòa ái, thực ra hắn nào có thèm để mình vào mắt. Nếu là bình thường hiển nhiên Trương Dương sẽ không chịu nhục như vậy, nhưng mà trước mặt Tả Hiểu Tình, hắn cũng không tiện nổi giận, chỉ lặng lặng đứng nhìn tả hiểu tình, chờ đợi phản ứng của nàng như thế nào. Tả hiểu tình ban đầu là do dự một chút, nhưng rồi cũng cùng Điền Bân đi lên trước nói chuyện một chút. Điền Bân thấp giọng nói, hiểu tình, mẹ ngươi vừa tới. Đôi mặt đẹp của tả hiểu tình cũng mở lớn, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi. Tình ý cùng khát khao vừa sinh ra trong lòng nàng lúc này cũng tiêu tan thành mây khói. Mộng tưởng của thiếu nữ vừa mới nhen nhóm, nay lại bị hiện thực tàn nhẫn phá tan thành từng mảnh nhỏ. Điền Bân thở dài nói, tuần trước ngươi không về, có phải là cùng hắn về xã Hắc Sơn Tử phải không? Tả hiểu tình không thừa nhận cũng không chối bỏ, đôi mắt đẹp lúc này cũng đã ngập tràn nước mắt. Điền Bân nói, hôm nay gì buộc ta theo dõi ngươi? Ngươi yên tâm, một số sự việc ta cũng không báo lại cho gì biết. Tả hiểu tình liền xoay người, đi tới chỗ Trương Dương đang đứng. Tuy rằng chỉ có mấy bước chân, nhưng khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt kia cũng đã tái nhợt như tuyết trắng. Nhìn khuôn mặt tiều tụy cùng ánh mắt ngập tràn sợ hãi của tả hiểu tình, Trương Dương cảm thấy tiếc thương vô hạn. Xin lỗi, buổi tối ta bận chút việc, cả người tả hiểu tình cũng run nhẹ nhẹ, nói không thành tiếng nữa. Trương Dương đáp trả nàng là điệu cười sáng lạn, cũng thật trùng hợp. Vừa rồi lãnh đạo có đánh điện cho ta, bảo ta về xã nhà họp. Lời nói dối vụng về này ai mà chẳng nhận ra được. Hiện giờ đã là giờ tan tầm, mà hắn về tới xã Hắc Sơn tử thì cũng là tối mịt rồi, còn họp hành gì nữa. Tả Hiểu tình cắn chặt môi dưới, định nói gì đó nhưng rốt cục cũng không nói thành lời. Quyết định xoay người lại đi cùng Điền Bân tới ô tô. Điền Bân đóng cửa xe lại, quay ra liếc nhìn Trương Dương một cái, ánh mắt lạnh lùng tràn ngập khinh thường. Nhìn chiếc ô tô dần dần xa khuất tầm mắt, trong lòng Trương Dương lần đầu tiên cảm thấy mất mát cùng trống trải như bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, có nhiều chuyện cho dù có võ công cao cường đến đâu cũng chẳng đáng giá một xu. Như ánh mắt lúc nãy của Điền Bân, chính là của người tầng lớp trên nhìn đám dân đen bên dưới. Hiện tại hắn còn chưa kiến người khác coi trọng thì đừng hòng mơ tưởng gì tới được tôn trọng, vẫn chỉ là con kiến hôi mặc người khác trà đạp. Kỳ thực Trương Dương cũng nhận định hơi khác sự thật một chút. Điền Bân cũng biết tả hiểu tình có qua lại với tiểu tử Trương Dương này. Thông tin hắn biết được thì Trương Dương chỉ là một thằng nhãi con còn chưa tốt nghiệp cả vệ giáo, gia cảnh thì tầm thường, so với tả hiểu tình thì thế nào. Thực là kém xa một vạn tám ngàn dặm, hắn vẫn tưởng tả hiểu tình chẳng thèm để thằng nhãi quê mùa này vào mắt, bởi vậy mà hắn cũng không dỗi hơi đi báo lại với cha mẹ của nàng ta. Nhưng hôm nay thấy cảnh tả hiểu tình cùng Trương Dương tay nắm tay sóng vai cùng đi, hắn liền biết từ trước tới giờ hắn đã nhầm, điều hắn không ngờ tới lại xảy ra ngay trước mắt. Cóc ghẻ lại ăn thịt được thiên nga nhìn qua gương chiếu hậu ở trong xe điền bân thấy tả hiểu tình đang ngây ngốc nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt nàng ra sao nhưng hắn biết chắc chắn rằng nàng đang khóc hắn cũng chỉ là anh họ hiển nhiên không có quyền áp đặt tả hiểu tình chỉ nhẹ giọng nhắc nhở tính gì cũng hơi nóng nảy người cũng đừng nên đấu khẩu với gì làm gì tả hiểu tình lạnh lùng nói anh họ người thường xuyên tới huyện xuân dương chính là để theo dõi ta sao điều bân cũng không trả lời mà chỉ trầm mặc Tuy rằng hắn có đủ lý do chứng minh hắn tuyệt đối không dỗi hơi đi theo dõi một tiểu cô nương làm gì, nhưng hắn vẫn quyết định im lặng. Bởi vì hắn nghĩ im lặng sẽ làm tâm tình tả hiểu tình bình ổn lại. Càng uống càng lạnh, thế này mà cũng gọi là rượu sao? Trương Dương lẳng lặng ngồi uống rượu trên mép cầu vòng Bắc qua dòng sông Xuân Thủy. Một chai rượu sái đã thấy đáy trong tay. Hắn nặng nề ném chai rượu xuống dòng sông đang chảy xiết không ngừng bên dưới. Nhìn chai rượu rỗng trôi nổi trên mặt sông bỗng nhiên hắn cảm thấy cô đơn trống rỗng, tịch mịch đến không chịu được. Đã nỗ lực như vậy rồi mà vẫn thất bại, thất bại nặng nề. Trong lòng tả hiểu tình, trương dương ta đây cũng không bằng một nửa gã anh họ điền bên kia. Ánh trăng sáng trắng chiếu dọi thân hình cô đơn trơ trọi của hắn. Đến giờ trương đại quan nhân mới hiểu, yêu càng sâu đau càng nặng. Trương Dương chậm rãi nhắm hai mắt lại, điều hòa ổn định lại tâm tình mình. Giờ gây hắn cũng thầm nhắc nhở mình, không nên quỵ lụy nữ nhân như vậy nữa. Đột nhiên điện thoại lại vang lên, hóa ra là Hải Lan chờ hắn lâu quá nên mới gọi nhắn tin kêu hắn tới. Trương Dương ngồi thẫn thờ đến tận 9 giờ mới tới nhà Hải Lan. Hải Lan vốn đặc biệt nấu vài món chờ hắn tới, vậy mà thức ăn đã nguội lạnh từ lâu mà người vẫn chưa thấy đâu. Chai rượu định tiếp hắn cũng bị nàng uống sạch trơn, nếu không say rượu, hiển nhiên nàng sẽ không gọi điện cho hắn. Chắc chắn buổi tối nay cũng có người tâm tình u sầu. Nỗi niềm cảm động sáng nay trương đại quan nhân hắn trượng nghĩa bảo vệ Hải Lan, bởi vì mòn mỏi đợi mãi mà hắn chẳng tới, nỗi niềm cảm động đã hoàn toàn chuyển sang u oán cùng phẫn nộ. Nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng đứng dậy, siêu vẹo bước tới mở cửa cho hắn. Đôi chân thon dài trắng nõn để chân, đôi mắt đẹp mát máy mang vài phần men say lại gợi tình hơn bao giờ hết. Thấy Trương Dương đứng ngoài cửa, nàng liền hậm hực định đóng cửa lại, không ngờ lai bị hắn lấy tay chặn lại hải lan cũng bất đắc dĩ đuổi hắn đi vào vừa nâng chén rượu lên chưa chạm môi đã bị trương dương giật lấy hải lan phẫn nộ nói của ta trương dương lắc đầu tìm đúng vết son môi trên cái chén đặt miệng mình vào đó uống cạn chén rượu ta đang buồn ánh mắt phẫn nộ của hải lan bỗng nhiên lại trở nên dịu dàng mông lung nàng vươn cánh tay trắng nõn của mình ra ôm lấy nam nhân kia vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn tựa như một người mẹ đang an ủi đứa con trai mình trương dương cũng vùi đầu mình vào ngực hải lan nỗi buồn trong lòng cũng vơi đi rất nhiều quả thực hắn không có cô độc hắn vẫn còn hải lan ấm áp này đây là thực không phải mộng hai người cứ thế gắt gao ôm chặt nhau trao đổi hơi ấm cho nhau xoa dịu nỗi đau của nhau hải lan tuy rằng đã thấy ngà ngà say nhưng vẫn nhớ ra điệu bộ sầu não lúc nãy của hắn ngoài cửa liền chỉ chỉ vào mũi hắn cười lớn nói nói cho ta biết có phải ngươi vừa nãy vừa nãy thất tình đúng không trương dương nở nụ cười sao lại thất tình được chẳng phải vẫn còn ngươi đó sao hải lan vẫn cười nhưng lại cố sức lắc lắc đầu ta với ngươi không có quan hệ nàng ta cố sức lay động ngón tay mình cười nói vĩnh viễn cũng không có quan hệ dường như sợ lời nói của mình làm tổn thương hắn đôi môi đỏ mọng kia liền hôn nhẹ hắn một cái ngươi là một tiểu tử ngoan còn ta là nữ nhân hư trương dương nở nụ cười sao lại thất tình được chẳng phải vẫn còn ngươi đó sao Hải Lan vẫn cười, nhưng lại cố sức lắc lắc đầu, ta với ngươi không có quan hệ. Nàng ta cố sức lay động ngón tay mình, cười nói, vĩnh viễn cũng không có quan hệ. Dường như sợ lời nói của mình làm tổn thương hắn, đôi môi đỏ mọng kia liền hôn nhẹ hắn một cái, ngươi là một tiểu tử ngoan. Còn ta là nữ nhân hư. Trương Dương cười lớn ôm trầm Hải Lan vào lòng. Hải Lan đột nhiên nhớ tới điều gì đó, dẫy ra khỏi lòng Trương Dương, siêu vẹo đi tới bật tivi chẳng là vừa rồi nàng ta bỗng nhiên nhớ tới bây giờ là lúc phát sóng tin tức trương dương một tay kéo hải lan lại đem nàng ta ngồi ở trong lòng mình hắn lan khẽ mắng nhẹ đừng làm loạn xem xem tin tức cảnh đầu tiên trên tv là đoạn bí thư huyện ủy lý trường vũ dẫn đầu đoàn công tác cứu hộ thiên tai ở xã hắc sơn tử sau một hồi phỏng vấn với bình luận dài lê thê mới tới hình ảnh đội quân cảm tử của trương dương đang xử lý đống đất đá trên đường Kiều Tứ với cái đầu bóng lưỡng của hắn che gần hết ống kính màn hình, Trương Đại Quan Nhân phải vất vả tìm mãi mới nhìn ra được vị trí của mình. Nhưng mà lại đúng lúc hắn đang ở đằng xa, căn bản không có nhìn rõ mặt mũi tai nheo ra làm sao. Trương Dương cũng bực tức mắng lớn, đài truyền hình các ngươi sao lại đi tuyển một thằng quay camera vô tích sự như vậy. Năng lực quá kém. Hải Lan che miệng khanh khách cười lớn. Trương Dương một bên nhìn nàng, một bên bực tức thò tay vào bên trong áo nàng xoa nắn đôi đôi bồng đào căng tròn kia của hải lan hình ảnh lại chuyển về cuộc phỏng vấn với lý bí thư trương dương cũng thấy bực mình thay cho dân chúng huyện xuân dương sao cái lão già này lại được xuất hiện nhiều đến như vậy ngẫm lại trương đại quan nhân mới hiểu ra cái chuyên đề tin tức này chắc chắn chủ yếu cũng là để đánh bóng tên tuổi của lý bí thư mà thôi cho dù mình có ăn mặc sặc sỡ hơn nữa thì cũng chỉ là làm nền cho hắn chứ chẳng hơn gì được nhưng mà trương đại quan nhân hắn thực sự là bị vất xó rồi, bởi vì sau lý bí thư là tới vương bắc hùng, vũ thu linh, kể cả thằng nhãi chu xuyên bên tuyên truyền xã kia cũng được lên tivi vài lần. còn trương đại quan nhân hắn thì chỉ được camera lướt qua một lần rồi thôi. hải lan từ độ vuốt ve mạnh yếu của hắn cũng đoán ra được tâm tình hắn đang không vui, thò tay véo cánh tay hắn một cái rõ đau, hờn dỗi nói người khi dễ ta. Trương Dương vẻ mặt buồn bực hỏi, còn cuộc phỏng vấn của ta thì sao? thực sự là một ngày xui xẻo mà, bị người ta bỏ rơi, tiếp đó là bị thằng nhãi con điền bân khinh thường, giờ lại đến đài truyền hình bắt nạt, cắt mất phần phỏng vấn của hắn nữa. Hải Lan cười nói, cứ từ từ mà xem đi, còn chưa tới phần quan trọng mà, cơn say làm người nàng mềm nhũn ra, phải tựa vào vai của Trương Dương. Thật vất vả chờ tới phần cuối của bản tin tức, mãi sau mới tới đoạn nữ phát thanh viên xinh đẹp bình luận. Trương Dương không nhịn được nhìn lại Hải Lan, cảm giác ngà ngà say làm khuôn mặt xinh đẹp kia đỏ bừng lên đôi mắt to tròn nửa mở nửa kép dáng vẻ kiều diễm ướt át động lòng người trương dương lại nhìn màn hình bàn tay to cũng không thành thật lại tiếp tục làm loạn trong áo hải lan trương dương thấy hình ảnh mình đang phỏng vấn cùng hải lan trên trên tivi một loại cảm giác thỏa mãn lan khắp người hắn lại nhớ tới tình cảnh phỏng vấn lúc đó hắn cười đầy dâm đãng nhỏ giọng nói sợ rằng toàn bộ dân chúng huyện xuân dương này đều không biết nữ phát thanh viên xinh đẹp của chúng ta lên TV phỏng vấn mà không có mặc nội y. Hải Lan thò tay tóm lấy cái vật nóng hổi cứng ngắc của hắn, cười trêu đùa theo, cả dân chúng huyện Xuân Dương chúng ta chắc cũng không biết, tiểu trương chủ nhiệm của chúng ta tại sao lúc phỏng vấn lại phải vắt chéo chân như vậy. Trương Dương chỉ vào màn hình nói, cho người phát biểu ý kiến đó. Đôi mắt đẹp quyến rũ nhìn lại hắn cười nói, người nói đi. Lần sau phỏng vấn ngươi nên đổi một chiếc microphone đi, ta thấy người cầm cái kia sao giống lư tiên chim lửa quá vậy. Hải Lan nhìn lại màn hình một chút, rồi ôm bụng cười đến đau sốc không. Tiếp đó nàng làm ra bộ dạng hung thần ác sát, đẩy Trương Dương ngã xuống thảm, giọng nói đầy yêu mị tiểu tử thối. Hiện tại để ngươi biết sự lợi hại của ta. Đừng nghịch, đừng nghịch. Microphone không phải dùng như vậy. Lúc này Lý Trường Vũ cũng đang xem bản tin này, nhìn thấy cảnh Hải Lan đang phỏng vấn Trương Dương, trên mặt hắn lại nở nụ cười hiếm thấy. Cát Lệ Xuân cắt một miếng táo nhỏ, đút vào miệng hắn, liếc nhìn màn hình một chút nói, không ngờ mới có mấy ngày không gặp, tiểu tử này sắp thành người nổi tiếng rồi. Lý Trường Vũ mỉm cười nói, tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh. Hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, vận khí của hắn cũng khá tốt. Trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy, rồi lại tới núi Thanh Thai bị sạt lở, những chuyện khó khăn như vậy hắn cũng vượt qua dễ dàng. Những chiến công như vậy thì đám cán bộ phổ thông kia ai dám sung phong nhận nhiệm vụ cả lệ xuân bỏ quả táo xuống ôm chặt cánh tay hắn tựa đầu vào vai hắn nhẹ nhàng nói không nghĩ tới đẩy hắn xuống xã hắc sơn tử ngược lại lại là thành toàn cho hắn lý trường vũ ha hà cười lớn tái ông mất ngựa hỏa phúc còn chưa biết trước được hắn bỗng nhiên nhớ tới lần đó bởi vì hắn bị thượng mã phong mà gặp được trương dương cũng có thể đó là duyên phận đã định trước trương dương cũng đã cứu hắn một mạng để trả ơn hắn cấp cho trương dương một cái chức quan nho nhỏ ở xã chỉ là thằng nhãi này không ngờ cũng không làm hắn phải thất vọng. Gần đây cũng xảy ra không ít chuyện tình, tuy rằng vẫn là Lý Bí Thư đằng sau ra mặt giúp đỡ, thế nhưng thằng nhãi này lại không một lần nào chủ động tới tìm mình. Điều này chứng tỏ thằng nhãi này cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã hiểu thế nào là dựa thế chi đạo. Lý Trường Vũ chậm rãi châm một điếu thuốc, giít mạnh một hơi, thấp giọng nói, lần đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cấp huyện lần này sẽ phát sinh một việc, đôi mắt to tròn long lanh của hải lan cũng mở lớn hơn chờ mong nhìn hắn nói lý trường vũ tiêu sái thả ra một đám khói cũng không nói gì cát lệ xuân rốt cục cũng không nhịn được cái biểu hiện âm trầm kia của hắn nhỏ giọng nói chuyện này có liên quan tới ngươi không lý trường vũ gật đầu biến động lần này rất lớn hứa bí thư cũng phải ra đi cát xuân lệ cũng đã quen với việc lý trường vũ giữ chuyện kín như bưng rồi chỉ nhẹ giọng hỏi tiếp hứa thường đức xảy ra chuyện gì sao Lý Trường Vũ lắc đầu, Cát Xuân Lệ lập tức hiểu, nếu như không phải là đi xuống vậy tức là đi lên. Hứa Thường Đức Nguyên là bí thư thành phố Giang Thành, nếu lên một cấp nữa là thành bí thư tỉnh ủy. Hắn năm nay cũng 51 tuổi, phòng trừng tỉnh ủy cũng là nấc thang cuối cùng của hắn rồi. Lý Trường Vũ cùng hứa Thường Đức cũng không có quan hệ mật thiết lắm, thậm chí lần này hắn được thăng chức cũng không liên quan gì tới hứa Thường Đức cả. Nhưng hứa Thường Đức sắp tới sẽ rời đi thực sự là rất có lợi với hắn. Bởi nhẽ cái ghế bí thư thành phố Giang Thành kia còn trống, cơ hội của Lý Trường Vũ là rất lớn. Đó cũng là thử thách đầu tiên của Lý Bí thư trên chiến trường cấp thành phố. Cát Lệ Xuân áp má vào cánh tay hắn, nũng nịu nói, "Trường Vũ, ta không muốn ngươi rời đi." Lý Trường Vũ nhẹ nhẹ véo má nàng, mỉm cười nói, "Cục công an thành phố Giang Thành vừa xây dựng một phân cục mới, cái ghế cục phó vẫn còn để trống. Nguyên bản cái ghế đó là để dành cho con trai của Điền Khánh Long." nhưng lão già đó sợ người ta dị nghị, nên đang muốn để hắn xuống huyện Xuân Dương rèn luyện vài năm rồi mới cho chuyển lên. Ta với hắn thỏa thuận một chút, sau này ngươi cùng con hắn sẽ trao đổi vị trí, ngươi thấy không vấn đề gì chứ. Đôi mắt đẹp của các Xuân Lệ cũng phát sáng, quả thực bấy lâu nay nàng vẫn canh cánh điều này trong lòng, không nghĩ tới hắn thăng chức lên thành phố mà vẫn còn muốn mang mình theo. Trong lòng nàng lúc này xúc động dâng trào mãnh liệt, ôm chặt hắn vào lòng, gắt gao hôn hắn một cái thật sâu. Lý Trường Vũ thấp giọng nói, Điền Khánh Long đem con trai hắn đặt ở huyện Xuân Dương này, nhất định còn có ẩn tình gì đó đằng sau. Ta thấy, lần này hắn củng cố lực lượng, chắc hẳn là muốn từng bước một tiến lên rồi. Cát Xuân Lệ cũng không mấy hứng thú với đấu tranh chính trị cho lắm, nàng chỉ cần biết một điều, đó là chỉ cần được ở bên cạnh hắn, thì làm quan to hay dân đen nàng cũng không màng tới, bởi lẽ giờ đây hắn là sinh mạng của nàng, cuộc sống của nàng không thể thiếu hắn được. Lý Trường Vũ vứt đầu màu thuốc lá vào cái gạt tàn thuốc, đang định cẩn thận phân tích lại cho Cát Xuân Lệ nghe thì đột nhiên dưới hạ thân truyền đến một cảm giác nóng rực. Cát Xuân Lệ đang quỳ gối trước mặt hắn, khuôn mặt xinh đẹp cứ nhấp nhô dưới háng, động tác mạnh bạo đó làm cái cổ quý của hắn theo bản năng cương cứng dần lên. Hai mắt hắn nhắm hờ, ngả người tựa ra sau ghế sofa, cứ thế thả lỏng người để tận hưởng cái khoái cảm kia. Một tia dục vọng mãnh liệt phá tan mọi suy nghĩ tiến quan của hắn, hắn đang phê lòi rốn sáng sớm hôm sau Trương Dương lại tới bệnh viện nhân dân huyện. Mục đích hắn tới đây hôm nay không phải để gặp tả hiểu tình, mà là đi thăm một người. Triệu Tân Hồng vợ của Tống Tư Đức, nàng ta đang nằm ở phòng 33 khoa u bướu. Trương Dương cũng chẳng mất mấy công phu là nghe ra được tin tức này. Lúc hắn cầm bó hoa cùng quà tới thì mới phát hiện ra, trong phòng đã tràn ngập toàn quà người khác đến thăm bệnh tặng lại. Hiển nhiên cái bó hoa bé nhỏ kia của Trương Đại Quan Nhân bị cái đống quà chất cao như núi kia đè bẹp nát bét triệu tân hồng cùng triệu tân vĩ tuy là hai chị em ruột nhưng lại khác xa nhau một trời một vực triệu tân vĩ vóc người cao to lực lưỡng như hộ pháp còn triệu tân hồng thì dáng người nhỏ nhắn gầy yếu chỉ là khuôn mặt nàng bây giờ lại xanh sao tái nhật đi trên đầu nàng đội một chiếc mũ len màu xám lúc trương dương tới thăm cũng là lúc nàng đang nhàn rỗi ngồi đan áo len đôi bàn tay nhỏ bé chi chít gân xanh kia thấy người lạ tới cũng ngừng đan hai mắt nàng tràn ngập cảnh giác nhìn trương dương phải chăng là do bệnh tình kéo dài nhiều năm mà ánh mắt nàng lại có vẻ ảm đạm cùng già nua đến đáng thương. Triệu Tân Hồng ngữ điệu lạnh nhạt nói, ngươi là ai? Ta không có nhận ra ngươi. Trương đại quan nhân trước kia cũng là một thần y có tiếng, hiển nhiên biết được khi người bị bệnh hành hạ nhiều năm, tâm tính sẽ trở nên bất thường cùng gắt gỏng như vậy. Trương Dương vẫn tươi cười niềm nở như nắng xuân ấm áp nói, chị Triệu, ta là bạn của Tân Vĩ Ca, nghe nói chị bị bệnh nặng, liền vội vàng tới thăm, trương dương chỉ nhắc tới tên của triệu tân vĩ mà không đả động gì tới tống tư đức căn bản từ miệng hải lan hắn biết được tống tư đức là một gã sắc lang giả như triệu tân hồng không mấy cảm tình với đứa em trai háo sắc này thì hiển nhiên hình tượng ban đầu của hắn sẽ bị tụt giảm nghiêm trọng cứ lấy danh nghĩa triệu tân vĩ là tốt hơn cả quả nhiên triệu tân hồng nét mặt cũng hòa hoãn hơn nhiều tuy rằng khuôn mặt vẫn đăm chiêu nhưng ngữ khí cũng ôn hòa hơn ít nhiều ồ là bạn của tân vì sao ngồi đi Trương Dương kéo chiếc ghế con lại, ngồi xuống bên cạnh nàng ta mỉm cười tự giới thiệu chị à. Ta là Trương Dương, công tác ở ban kế hoạch hóa gia đình xã Hát Sơn Tử. Ngày hôm qua uống rượu kết bạn với Tân Vĩ Ca, nghe hắn kể chuyện của chị nên hôm nay mới tới thăm. Triệu Tân Hồng thở dài nói, hắn cũng không tới cùng ngươi sao. Trong lời nói của nàng cũng đượm nét thất vọng buồn phiền. Trương Dương cười nói, chắc là hắn còn bận dạy học, nào có rảnh rỗi rong chơi như ta được chị Triệu, ta gọt cho người trái táo nhé. Thằng nhãi này chưa gì đã mặt dạn mày dày gọi hai từ chị Triệu ngọt lịm rồi. Nói đến cũng kỳ quái, chẳng hiểu sao Triệu Tân Hồng lại sinh ra hảo cảm với thằng nhãi cứ nhân nhờ tươi cười như hấp này. Nàng cũng vui vẻ gật đầu. Trương Dương cầm lấy một quả táo thoăn thoát gọt vỏ, để Triệu Tân Hồng bỏ cảnh giác với hắn thì đó mới chỉ là bước đầu tiên, còn muốn nàng phải sinh hảo cảm thật tốt mới là mục đích cuối cùng trương đại quan nhân hắn đời trước đã từng nghịch qua thanh long yển nguyệt đao con dao gọt hoa quả nhỏ tí này thì có đáng là gì đôi tay hắn khéo léo gọt vỏ quả táo theo hình tròn dây vỏ dài liên miên mãi mà không bị đứt đoạn nhưng khác người ở chỗ tốc độ hắn gọi lại nhanh kinh người triệu tân hồng cũng nhận ra được là thằng nhãi này là muốn khoe khoang nhưng nàng cũng không phủ định tay nghề hắn quả thực cao siêu nàng cười nói trương dương à có phải nhà ngươi bán hoa quả không thế nào mà lại gọt vỏ thành thạo như vậy được Trương Dương cười cười đáp lời, chị Triệu cũng thật tinh mắt đó. Đúng là ta từ nhỏ cũng đã theo mẹ bán hoa quả rồi. Thằng nhãi này cứ mở mồm ra là lại nói dối như cội ngay được. Triệu Tân Hồng cũng nở nụ cười tươi hiếm thấy, cầm miếng táo Trương Dương đưa qua, cắn một miếng. Trương Dương nói, chị Triệu à, ta nghe Tân Vĩ ca nói sức khỏe chị không được tốt cho lắm. Ở xã Hắc Sơn Tử, ta cũng có quen được một vị trung y khá giỏi, lúc nào người rảnh rỗi, ta dẫn người tới đó khám thử một chút. Triệu Tân Hồng biết rất rõ bệnh tình của mình, chứng bệnh ung thư vú di căng đến gan của nàng, ngay đến cả vị trưởng khoa u bướu kia cũng thúc thủ vô sách. Nàng cũng đã tuyệt vọng từ lâu, bây giờ chỉ còn chờ cái chết từ từ tới mà thôi. Khuôn mặt hốc hác nhợt nhạt của nàng lại đượm vẻ u sầu hơn, thấp giọng nói, tiểu trương à, người còn bận nhiều việc, ta cũng muốn nghỉ ngơi rồi. Trương Dương đang định nói thêm, nhưng người ta đã hạ lệnh đuổi khách như vậy rồi, hắn cũng không thể chân cháo mà ở lì đó được. Ngượng ngùng đứng lên nói, vậy, người cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ta hôm khác lại tới thăm. Triệu Tân Hồng lạnh lùng thản nhiên nói, cũng không cần thiết phải vất vả như vậy đâu. Trương Dương đang định cáo từ, lại thấy Triệu Tân Vĩ cầm quà đi vào. Trương Dương cuống quyết làm mặt cười hớn hở nói, Triệu ca. Triệu Tân Vĩ giật mình bất ngờ, mắt mở lớn, miệng há to cứ đứng chân ngốc tại chỗ. Một lúc sau hắn mới có phản ứng lại, lập tức hiểu được chắc là trương dương nghe người khác nói tình cảnh gia đình của hắn nên hôm nay mới tới đây thăm chị hắn vỗ vỗ vai trương dương lòng tràn đầy cảm động nói người anh em đừng nên khách khí như vậy chứ hắn bỏ đống quà xuống rồi hướng về triệu tân hồng đang ngồi trên giường vui mừng gọi to một tiếng chị triệu tân hồng làm như không thấy hắn lạnh lùng nói người vẫn còn nhớ ta là chị của ngươi nữa sao triệu tân vĩ biết đích xác có chuyện gì đó rồi gượng cười áy náy nói chị ta đi công tác. Đi công tác sao? Phải rồi, là đi công tác. Không rời huyện Xuân Dương, không rời thành phố Giang Thành cũng là đi công tác rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 35.